Nó không uống nhưng mà nó mời khách đồ để cho vô quán uống nước mía. Nó có quắt khách ăn, có quắt khách ăn. Có nghĩa là cái nguyên cái công viên rất là đông, mấy chục xe nước mía ở đó. Có nghĩa là miệng ai lớn nhất có thể quắt được khách. Bởi vì cái được cái tối thui à, dành cho cặp tình nhân á. Mà cái quán anh nó tuốt ở dưới cái hẻm đó. Có nghĩa là khách mà chạy từ dưới kia xuống á là bị mấy kia nó vớt vô trơn rồi. Vớt rồi vậy sao? Thì đó, bây giờ nhà anh làm đâu có lợi đâu em, mà ở dưới kẹt luôn, hẻm cục nữa anh đâu làm lợi. Mà cái miệng anh quá trời mà. Bây giờ anh thấy vừa đèn vừa xi nhan một cái là anh kêu ui là kéo xuống anh liền. Ui là anh quắt liên tục kìa là họ sẽ xuống quán anh liền. Cho nên ba rất là trong những cái cuối tuần là thứ bảy chủ nhật anh sẽ về để mà có thể quắt khách để mà vô quán bía. Là mấy sớm nó ghét lắm em, mấy đứa mà bán bía trên á, có làm đâu lại anh đâu. Vậy là ngày nào ba cũng trong thứ bảy chủ nhật để Lê Dương Bảo Lâm về đúng không? Đúng rồi. Nem ngư cả cơm tươi, nấu đậm đà, chấm thơm ngon. Quyền Linh và Lê Lộc rất vui được chào đón quý vị đang đến với chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu. Chương trình được phát sóng vào lúc 20 giờ thứ năm hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Và xin được cảm ơn nhãn hàng nước mắm Nam Ngư cá cơm tươi vị ngon gắn kết gia đình đã đồng hành cùng với chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu. Thưa quý vị, đến mỗi câu chuyện Mẹ Chồng Nàng Dâu của Linh đều nôn nao cả. Bởi vì đó những cái câu chuyện cũng rất là thú vị luôn. Yeah. Giữa mẹ chồng nàng dâu, giữa cha vợ, con rể, rồi giữa cha chồng nàng dâu vân vân. Yeah, rất là nhiều cảm xúc khác nhau quý vị. Thêm nữa là phòng mát mới, chúng ta có một cái căn bếp yêu thương này. Đó sẽ là những cái vị ngon để kết nối tình thân với gia đình với nhau. Và đây là một trong những cái điều mà Linh rất là thích quý vị. Bởi vì trong cuộc sống hiện đại này đó, bữa cơm gia đình hết sức là quan trọng luôn. Yeah. Chúng ta chia sẻ những câu chuyện về gia đình, chúng ta ăn uống, chúng ta nói chuyện với nhau, nó không phải ăn ngoài tiệm hoài. Yeah. Và bếp có đỏ lửa thì hạnh phúc nó mới ngập tràn yêu thương. Ngày hôm nay cũng như thế, chúng ta sẽ giới thiệu một cặp cha vợ con rể. Cha vợ con rể, đúng rồi. Đúng rồi. Cha vợ con rể nha. Con làm gì con ra dễ quá vậy Lộc? Hả? À! Con biết Dương nhắc tới ai rồi. Thôi vậy đi. Đi ra đón thôi, đi ra đón thôi. Dạ. Có ai nhà không? Có đây. Rồi. À, ai mà ra dễ quá người ta. Dạ mật khẩu là nhiêu vậy? Mật khẩu là nhiêu vậy? Mật khẩu... Sao hay ra dễ quá? Sao hay ra dễ quá? Dê. Dê. Rồi. Dạ con mời ba. Wow. Yeah. Chào em, chào anh Linh, chào Lộc. Chào anh ra dễ. Rất là vui mừng khi chào đón gia đình của Lê Dương Bảo Lâm đến ngày hôm nay. Yeah. Đặc biệt là có cha vợ ở đây nữa. Bây giờ anh có thể giới thiệu về mình cho khán giả truyền hình được biết ạ? Tôi đây là tên Tạ Đình Hương, sinh năm 1970. Hiện tại bây giờ là nội trợ. Tôi là ba Lê Dương Bảo Lâm. Anh thấy thương quá, thấy thương quá. Ba vợ, nội trợ. Ba vợ. Vậy nấu có ăn ngon lắm hả? Nấu ăn cũng được. Sáng giờ không ăn cái gì luôn. Không biết lên nói sao. Nói chung là hồi giờ là chưa có lên sóng. Ba lên TV ba vui ba cười nha ba nha. Dạ hơi quạo. Ở nhà hay chọc anh vậy không anh? Nói chung ra cũng ít lắm. Tự nhiên làm cái nghề của nó là đêm khuya nó mới về. Có lắm lúc mà thì hai cha con hiện tại bây giờ Lâm cũng đang ở nhà em. Ở rể đó. Ở rể đúng không? Ở rể. Lâm ở rể lâu chưa? Ở rể 7-8 năm rồi. À từ lúc cưới luôn á hả? Lúc cưới ở rể từ giờ đó. Mà sao nhà anh không ở? Sao nhà anh không ở? Dạ chắc cho thuê lấy tiền quá. Mới vô mà hỏi vấn đề hả? Nhà anh không ở liền. Không, ý là thắc mắc là sao anh muốn ở rể đó. Em biết rồi đó, nhà anh có cái nhà ở Long Thành đúng không? Không, của nó quận chín. Quận chín. Rồi hai vợ chồng ở xong rồi đẻ đứa đầu tiên. Dạ. Xong rồi hả, càng ngày con càng còi cọc, em bị suy dinh dưỡng. Cái hả phát hiện ra là hả mẹ mê ngủ quá, rồi không cho nhỏ ăn. Xong rồi nhỏ bị suy dinh dưỡng anh, xong rồi bồng về bà ngoại nuôi mập ú nu chứ thương quá. Cho nên bé thứ hai, bé thứ ba phải chở về bà ngoại, bà nuôi phụ. Cho nên giờ cứ ở quen ở dưới luôn, mỗi khi đi làm về là phải chạy xuống tới Đồng Nai. Giờ cứ ở rể luôn. Nó tiện luôn ha. Dạ. Cũng vì hy sinh đời bố củng cố đời con. Dạ. Từ lúc mà Lê Dương Bảo Lâm xuất hiện đó, anh thấy có ấn tượng gì với chàng rể mà lúc đầu mới gặp đó anh? Ủa mà mới vô là mình vô thẳng này luôn ha, mình chưa có giao lưu gì luôn đó hả? Không giao lưu cái gì nữa. Ý là muốn nói cái cảm xúc của ba anh hồi đêm. Cảm xúc ghê lắm, trằn trọc không ngủ được.
Mà em biết không, anh nói là hả ba, anh nói với Quỳnh luôn, nói là cái này là lần đầu tiên lên TV cho nên á hả mình ăn mặc cũng ok một xíu, con đã bút mắt cúp mắt tóc hết trơn rồi. Quỳnh nó nói trời ơi anh ơi, một bộ đồ đẹp chấn động. Nó ý ha không, cái này không phải, quên bộ đồ đi, quên cái bộ đi, một bộ đồ đẹp chấn động. Trời ơi, anh cũng gửi lại ý hôm qua 11 giờ mặc vô nó như cái mền em, có nghĩa là mặc cái áo thun mà nó mặc ba mặt mấy nước rồi. Nó giãn 8 nước rồi em, nó giãn 8 nước mà nó rộng phùng phình. Nó trộn đây chương trình là mẹ mẹ chồng nàng dâu chứ không phải là những cái hoàn cảnh đáng thương. Trời ba lên vậy là chết con rồi ba. Cái 11 giờ đêm em từ ở Long Thành mà anh điện hết tất cả các xe lít ở thành phố luôn, là ngày mai là 8 giờ sáng mới có một bộ đồ cho ba anh. Trời ơi. Đúng rồi. Mà bộ đồ hôm qua là bộ đồ nó bị giãn, cái quần thì nó bị phùng phình, rồi cái đôi giày nó cũng bị thiếu nhi, nó làm sao nó phối lại một cái. Còn đôi giày này? Này là của Salit mới kiếm hết luôn đó. Trời ơi, sáng hồn hồi tối. Tóm lại là đây đồ mượn hay đồ mua? Dạ cái này là đồ của Salit kiếm cũng trả tiền đó anh. Thì mượn đó. Không, ý là anh Lâm anh nhiều đồ lắm chú. Sao anh cho ba hay là không tặng ba bộ đồ nào đó? Có nghĩa là em đã đưa ba lên cái sào đồ, em đi lựa đồ thì mặc vô mặc đồ vest mà như cái đầm ngủ vậy đó. Có nghĩa là đồ của em nó bự quá, còn ba em nó nhỏ quá, cho nên mặc vô nó không có vừa. Nguyên đêm không ngủ được luôn, sáng tới giờ chưa ăn được luôn. Thôi thôi vậy thôi chú. Sáng tới giờ không có dám ăn. Sao vậy? Sợ ăn cái nó khó chịu luôn, người lắm. Nhưng mà thà là để quay xong rồi ăn cũng được. Số lần trời. Trời ơi, quay hình mà chú làm như đi xe vậy, chú thật say xe hả? Đúng rồi, nói ba ơi, hồi nãy ba lên căng thẳng, nói ba mình đi quay hình chứ mới mình lên phường mà đăng ký giấy kết hôn cái gì mà lo mà căng thẳng. Anh sợ gì anh? Giờ ba hết áp lực chưa? Sợ ai hết, nhưng mà cũng kiểu như lâu lâu mình lên sóng một lần á thấy nó ngại. Ngại hả? Sợ. Thôi giờ không ngại gì, nó chuyện thoải mái đi. Không sao rồi. Rồi. Dạ. Giờ ta vào. Chưa kể chưa nữa hả? Sáng là từ đó giờ anh chưa có mắc cúp. Hôm qua là vợ là mẹ vợ anh đó, là đêm là hai vợ chồng là có coi camera là thấy lén là hai chồng lột mụn cho nhau. Là chỉ có lén lột cho ảnh. Ủa em đặt camera vô phòng ba vợ em luôn đó hả? Dạ em đặt hết cho anh, trời ơi camera là đặt hết, tại giờ dòm ngó con mà. Thì hôm qua là tôi thấy là hai chồng là túm tụm lợi, cái tôi nói, ủa cái gì vậy, cái gì mà túm tụm lợi với nhau vậy? Thì cứ zoom kỹ ra thì thấy là chỉ đang lột mụn cho ảnh. Mà lột một miếng thì mụn quá nhiều, cho nên lột mấy miếng ba? Lột hai miếng để da sáng mịn cũng như mắt cúp ăn phấn hơn. Sáng vô mắt cúp sáng hồn em. Chết rồi anh ơi, Lâm ơi, bây giờ mình đánh tông nào đi em? Đánh cái tông nào đây? Thấy thương lắm, hồi hộp lo. Thấy con rể lo cho anh dữ gì không anh? Nhưng mà đôi khi thì nó cũng lo, mình cũng sợ. Sợ nhiều khi mình quay được mấy mốt nó mời mình đi nữa. Trời ơi, thôi một lần thôi ba ơi. Thì đi quay cũng bị áp lực cho em, thì đó giờ đi quay em không có áp lực. Mà này nè, sáng bị lo, xong rồi vợ phải bồng con theo, dòm ngó, cái ba có bị rung, ba bị áp lực không? Ở nhà là hai cha con không có nói chuyện, không có nói từ lúc 7 năm trời, là bây giờ nói được chắc khoảng 500 từ. Thoải mái đi nè, uống ly nước cái... Vô cái đi anh. Vô chuyện nào. Vô ba. Thoải mái đi. Anh vô. Có bia không? Ba em thích bia. Trời, ba em là gu bia. Vậy đó. Không quá đâu anh. Thôi, nhưng mà có cá là uống nước là được rồi. Nước đi anh. Chúc sức khỏe thoải mái nha. Dạ. Uống đi người xưa. Em bình tĩnh đi nha. Ủa. Anh nhớ ngày xưa lần đầu tiên gặp Lê Dương Bảo Lâm đó. Dạ. Cách đây mấy năm rồi? Nếu mà lần đầu tiên gặp Bảo Lâm thì cách đây cũng khoảng là 7 năm tới 8 năm. Cái bữa mà lần đầu tiên gặp là Quỳnh dẫn về hay là Lâm tự mò về? Không, lần đầu tiên á là em không biết, nhưng mà nói chung ra là Lâm quen Quỳnh á là một hai ngày sau bắt đầu Quỳnh nó Lâm vô nhà có chơi. Quen mới một hai ngày là Lâm vô nhà đó hả? Dạ, đúng. Lúc anh thấy anh đánh giá Lâm là người thế nào? Chưa mới vô lần đầu thì chưa đánh giá được, tự chẳng qua là mình dòm ngó thôi. Dòm ngó hả? Vô trộm thì sao mà dòm ngó? Tướng như thế nào thử có thật lòng thôi. Mình cũng chưa đánh giá được anh. Ý là ngoại hình á, ba thấy ngoại hình ngoại rồi. Hình thì đẹp. Đẹp nha, Lâm ơi đẹp. Tánh tình nữa thì mình chưa biết. Rồi chừng nào mới đánh giá được tánh tình? Sau này đâu mấy năm á. Mấy năm sau cưới chưa? Là chưa cưới. Chưa cưới rồi. Hai đứa quen nhau tới 6-7 năm. 6-7 năm luôn. Đúng rồi. Rồi sau 6-7 năm là đánh giá con người Lâm sao? Thì nói chung ra hồi xưa là gia đình có bán nước ở ngoài công viên. Nước mía, à. Dạ, bà nói nước mía luôn là đi. Lâm ở lâu lâu là thứ bảy chủ nhật là Lâm ở Sài Gòn về. Dạ. Về là về, thẳng vô ngay quán luôn là chơi. Trời, mà không có vô nhà. Nó không uống nhưng mà nó mời khách đồ để cho vô quán uống nước mía.
Nó có quắt khách anh, có quắt khách anh. Có nghĩa là cái nguyên cái công viên rất là đông, mấy chục xe nước mía ở đó. Có nghĩa là miệng ai lớn nhất có thể quắt được khách. Miệng ai lớn nhất có thể quắt được khách. Bởi vì cái được cái tối thui à, dành những cặp tình nhân á, mà cái quán anh nó tuốt ở dưới cái hẻm đó. Có nghĩa là khách mà chạy từ dưới kia xuống á là bị mấy cái kia nó vớt vô hết trơn rồi. Vớt rồi giờ sao? Thì đó, bây giờ nhà anh làm đâu có lợi đâu em, mà ở dưới kẹt nữa, hẻm cục nữa anh đâu làm lợi. Mà cái miệng anh quá trời mà. Vừa anh thấy vừa cái đèn vừa xi nhan một cái là anh kêu ui là kéo xuống anh liền. Ui là anh quắt liên tục kìa, là họ sẽ xuống quán anh liền. Cho nên ba rất là trong những cái cuối tuần là thứ bảy chủ nhật anh sẽ về để mà có thể quắt khách để mà vô quán nước mía. Là mấy sớm nó ghét lắm em, mấy đứa mà bán nước mía trên á, nó làm đâu lợi anh đâu. Vậy là ngày nào ba cũng trong thứ bảy chủ nhật để Lê Dư Võ Lâm về đúng không? Đúng rồi. À lúc đó là tại vì muốn bán nước mía đắt thôi chứ còn để gì lắm đâu. Còn gì nữa đâu mà khóc vơi. Con gái nó quen á thì nói chung có tâm sự của mẹ nó nhiều hơn. À mình nói mình người nhìn ông mà cái nào mình không vừa ý mình nói với bà xã nó là con gái kiểu. Ở như thằng đó anh không vừa ý làm gì, không biết thằng này nó quen con mình thật lòng hay không. Nó là người diễn viên mà con gái mình là con người bán nước mía. Con người bán nước mía thôi luôn. Nhưng mà anh Lâm dạ? Anh có nhớ cái lần đầu tiên gặp ba anh là dịp gì không? Cái ngày mà anh nhớ là khi mà anh vô chơi với Quỳnh xong rồi ảnh đi chiếc quay, mà chiếc quay của anh nó xấu, mà chiếc quay mà cạo sơn mà sơn sập lum la, mà đồ nghề đồ bay đồ tùm lum la, với lại cái cây dài là cái gì ba? Cây thước á, nhìn ảnh như Tôn Ngộ Không vậy đó. Ảnh máng vô cái chiếc quay á, ảnh đèo vô một cái nó dài thòn mà ảnh chút chiếu ảnh chạy thấy thương lắm, quẹo vô cái cô chào bác. Cái mặt anh lạnh lùng, môi lạnh lùng ít nói đó. Cái anh vô nhà luôn là cái ấn tượng vậy thôi đó. Vậy thôi đó hả? Vậy có nghĩa là hai cha con không có nói chuyện nhiều. Đó giờ cưới Quỳnh thì khoảng quen 7-8 năm, nhưng mà hai cha con nói chắc khoảng 600 từ. Thường thường ở nhà nha. Ba, mở cửa cho con. Ba, Quỳnh đâu? Đang tắm hết nước. Ba, mở nước. Ba, con Ngọc hết bệnh chưa? Là những câu như vậy thôi. Chứ không có ngồi tâm sự, không có nói chuyện. Anh ngại gì với con rể của mình mới tâm sự? Ngại không phải là mình ngại, nhưng mà cái nghề nó lại khác, cái nghề mình nó lại khác. Vì vô nó ác, nó nói hết à, mà Lâm cũng chẳng có biết đường mà hỏi à, ba ở nhà làm cái gì. Đôi khi thằng Lâm nó đi sớm chiều khuya, đôi khi có khi một tuần lễ hai cha con không gặp. Vậy hả? Anh cảm giác là anh hợp điều gì với Lâm? Thì nói chung rằng Lâm nó là không nhậu nhẹt, không rượu chè. Rồi có điều gì không hợp với Lê Dư Võ Lâm không? Lâm nó cũng hai bề hài. Quá lắm. Anh tại vì không có ba em bị cái tính cái OCD là cái gì vậy? Kỹ tính hả? Nó ổng kỹ tính lắm, có nghĩa là trong nhà anh là không có nghe tiếng gì ngoài tiếng hút bụi hết. Có lẽ hút bụi 24/24 luôn. Một ngày ba hút bụi mấy lần ba? Chắc cũng 90 lần. 90 lần. Hay ho lắm. Em biết không? Có nghĩa là anh nhà nó sạch bóng á, anh đi không bao giờ mà thấy một cái bợn nha, cái nồi dẻ lau cái bếp á. Anh thấy nó cũng gọi là nó ngay ngắn, nó bốn góc như cái khăn mù xoa mà ngày xưa cô giáo mà dạy mà đeo ngay đây nè. Cái muỗng múc cơm thì nó cũng phải ngay ngắn chỗ đó. Cái thao giặt đồ, cái rửa chén, nói chung là tất tần tật nó đều ngay ngắn ngăn nắp hết. Mà ở nhà là lúc nào cũng nghe tiếng hút bụi hết, không bao giờ nghe tiếng bà mẹ vợ. Sớp nhân viên là không bao giờ được qua cái nhà của anh hết. Thấy một cái dấu chân lạ thôi là có nghĩa là không la không chữ, nhưng cái sắc mặt là thấy cái chân mày nó chiếu lên cái là biết có ai đang vô nhà. Vậy là hả? Dạ. Trời, con rể nó hiểu ba thôi, vợ quá trời của đất hả? Dạ. Ví dụ như một nhân viên đi chạy vô một cái để lấy cục hàng đi, là anh cầm cái cây hút bụi là anh hút liền, anh lau liền, phải làm cho sạch. Có ai mà đụng tới Lê Dư Võ Lâm là anh xách cái máy hút bụi ra liền đúng không? Hao hút bụi, xong rồi giặt đồ nữa em. Giặt đồ có nghĩa là bộ đồ không cần biết ở đâu nha. Anh Phố Hồ Chí Minh đem về cái bộ đồ anh chuẩn bị chịu live stream. Anh vừa để đó thôi lát mất. Hỏi đâu đi. Nằm trên xào đồ lụm giặt. Thấy đồ dơ là giặt. Mấy cái đồ nhiều khi mình còn gấp quá mà đang phơi rồi sao anh? Thì đó anh cứ nói Quỳnh hoài. Ví dụ anh giặt mà đồ diễn của anh á, mấy cái áo này nè, cái anh bỏ vô cái máy giặt á, xong cái nó bị dính màu. Xong anh bỏ. Và đó giờ Quỳnh nói ba cái vấn đề đó. Có, nó có giận mấy lần. Mấy lần hả? Dặn ba làm sao? Nó dặn bây giờ đồ gì có anh Lâm á thì để cho anh Lâm tự tính chứ ba đừng có giặt. Mà ba vẫn giặt. Thì đôi khi mình không biết mình cũng phải lấy giặt, tự nó dơ mà. Em thấy mấy bộ đồ ca sĩ, bộ đồ đỏ đỏ của anh mới đây không? Dạ. Anh giặt cái ra màu hồng luôn. Thấy thương lắm, có nghĩa là thấy là giặt, nói chung là kỹ. Từ cái cầu thang, từ cái hộp bụi là không có luôn. Anh nói là ba, bây giờ con sẽ muốn cho ba hai bà vú.
Một bà hả sẽ giữ em, một bà sẽ ngồi lao cho ba hết. Nói hoài, không chịu là không chịu. Nó là em không hợp với ba vợ đúng không? Không phải em không hợp, nhưng mà em... tại vì em đi làm về 11 giờ đêm, 12 đêm, dù nhiều khi em bớt tô cơm ra. Quỳnh nó đâu có lo cho em, giờ lo một bầy con ngồi bớt cơm ăn. Vừa bớt cơm ăn thì em sẽ để đó. Vợ em mới nói là để nó rửa. Nhưng mà ba thì ông nhanh lắm, ông thấy cái chén là ông tiêu diệt liền. Cho nên ông lại ông rửa trước. Ông rửa trước cho ông cằn nhằn. Mà từ đó giờ chưa thấy cằn nhằn anh nha. Mà ba có cằn nhằn vợ con không? Không, ba không có cằn nhằn, nhưng mà kiểu như mình thấy nó không được kỹ, mình tự động mình làm thôi. Anh ơi, Lâm của ngày xưa đó khác Lâm bây giờ thế nào? Cái ấn tượng Lâm cái hồi xưa thì nãy đã nói rồi. Bây giờ cái ấn tượng là một cái điều này, em thấy nó là trong người diễn hài. Sau này nó lên cái được cái bản San Hara vẽ. Nhưng mà nói chung ra gia đình không biết. Tới chừng bắt đầu mới nổi, anh nổi trên mạng á. Rồi bắt đầu bé nhà nó là ba ơi anh Lâm ca cái bản nhạc này nổi lắm. Mới mở biết mở ra coi chúng đâu có biết. Là ấn tượng cái điều đó thôi. Ấn tượng cái ra vẽ đó hả? Ủa đúng rồi. Bao nhiêu năm làm diễn viên là không ấn tượng nha. Thì nói chung ra mình coi thì mình vẫn coi, nhưng mình cũng đâu có dám nói cái gì. Thà là để người ngoài ta đánh giá hay hay là dở thôi, chứ mình đâu dám nói gì đâu. Ba thấy có gì mắc cười không? À, nhiều cái thì cũng cười, mà nhiều cái cũng cười là có cái nào vui duyên không? Thì cũng có vui duyên. Cứu tôi, cứu tôi. Quá trời. Nhưng mà anh Lâm, thí dụ mà hai cha con mình có những cái mà gọi là khắc 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 với nhau á. Khắc khẩu hả? Dạ, có những điều mà không hợp nhau đó thì hai cha con mình chắc cũng không nói thẳng với nhau đâu hết. Chưa bao giờ có cảm giác đó. Nhưng mà ba thì ba hút thuốc hơi nhiều thôi. Mỗi lần anh hút thuốc xong anh thèm cháo, cái là anh thung. Nhớ không? Nhiều khi sợ ảnh hưởng thôi. Có bao giờ anh buồn Lâm, anh góp ý thẳng với Lâm không? Thì nói chung ra thì Lâm không có làm gì cho buồn. Vậy sao không nói thẳng với nó luôn? Hay nói thẳng hay sợ mất công, nó có cái ông già vợ khó tính. Mà nói gì khó chịu không? Đôi khi mình áp lực công việc mà về á, mình lại thấy sự khó chịu nữa, mình có... Không, ba em là khó chịu quanh năm á, thì cái mặt của ảnh là lúc nào cũng nhăn, cũng quạo gì hết á. Có nghĩa là chưa thấy giờ thấy cái nụ cười của ba luôn á. Vậy hả? Chưa... Cười nè. Đó, giờ mới cười nè, cười mỉm mỉm nè. Như vậy thì em á, có khi nào em bị buồn với ba vì bởi vì em áp lực ngoài công việc, ngoài xã hội nè. Áp lực về tới nhà, cơm áo gạo tiền nè. Về mà mình hơi bày hài chút lại bị ba cằn nhằn hoặc ba buồn. Mình cũng bị stress vì điều đó. Em mới biết là ba buồn ở đây thôi. Vui ba cũng vậy mà buồn ba cũng vậy. Em chưa bao giờ biết cái thái độ của ba. Nhưng mà sao anh không gợi, anh hỏi? Hỏi. Em nói như ngoài em, ai em cũng hỏi được mà sao em hỏi ba vợ em. Hỏi là ba ơi ba... Con có làm điều gì vậy? Hay gì đó. Em không có quan tâm đến ba vợ. Thật ra là em nói... Thôi anh Linh đừng có gầy em quan tâm, em thương ba em. Thương sao mà ba em buồn biết, em biết. Biết là thương mà thương. Ít thể hiện ít thể hiện chứ thương. Bây giờ thương gì 60 năm mà nói chưa tới 600 từ. Không biết nói cái gì. Có khi nào mà mời ba đi ăn hay là tặng quà cho ba gì không? Đó, có tặng chứ, tặng để ảnh đau lưng đồ này nọ. Thì hả, cũng tặng ghế massage được cho ảnh đồ. Cái gì lâu lâu phải không, hỏi thăm ba gì đó. Đầu tiên là sau câu chuyện này á, dạ. Là em về nhà phải quan tâm đến ba vợ nhiều hơn. Tâm sự với ba nhiều hơn. Đôi khi mình hỏi một vài ý kiến ba coi. Bữa ăn mình ăn chung không? Chưa có một mâm cơm gia đình nào luôn. Trời. Chưa có một mâm cơm gia đình nào luôn. Trời ơi, thiệt không anh? Chưa ăn cơm không ba? Đúng rồi. Chưa có một mâm cơm gia đình nào luôn. Ô là trời. Vậy là mạnh ba ăn riêng, mạnh con ăn riêng. Dạ, mạnh ai nấy bới đó. Ăn không được. Ba nấu đồ ăn thì nó cũng không có hợp lắm. Vậy hả? Ừ. Ba nấu không, em ăn không hợp. Em ăn không hợp, em ăn không được. Còn em nấu, ba ăn hợp không? Em không có nấu. Ba nấu là ba, em là em, ba kể đi ba. Nói chung ra thì... Ba cứ nói chung hoài giờ, ba cứ nói riêng đi ba. Chứ ba nói chung hoài. Bây giờ Lâm nó thủ vị của nó là hảo đường. Nhưng mà bên gia đình, bên vợ là không ăn đường. Lâm thì phải mỗi lần ăn là bà già ruột phải đem đồ ăn lên cho nó ăn. Có ăn vậy đó hả? Đúng rồi. Không phải có ăn, bên đây không có niêm đường luôn, đồ ăn, anh có nhà có niêm đường không? Có. Đúng rồi, cái này là ba em không niêm luôn mà. Không niêm luôn không ba? Thì mình niêm bột ngọt thôi. Không niêm đường, nghĩa là không niêm đường. Ghét đường. Có nghĩa là ngày xưa là có bà nào tên đường giật nợ hay sao là không trả hay sao đó. Là hận luôn tới giờ đó. Là không niêm đường, là em ăn không có được anh. Cho nên em không có ăn. Ngày xưa là anh với Quỳnh cãi lộn hoài, ăn quá mặn đồ, ăn quá mặn đi. Anh cứ nói là thịt kho chạy thần nó là biết rồi đó. Có nghĩa là cái vị mặn nó quá là nhiều đi. Mỗi khi mà dù nhiều khi mẹ anh ở dưới nhà mà kho là không kịp hay gì đó thì anh sẽ tách một miếng đồ ăn ra, xong rồi anh sẽ niêm đường vô, bắt đầu anh niêm tới niêm lui, xong rồi cái anh bỏ luôn, xong rồi cái anh bỏ luôn. Có nghĩa là cái vị nó không có dung hòa được á. Mà 7 năm qua thì cũng không dung hòa được cái ẩm thực trong gia đình luôn. Dạ đúng rồi, em không ăn đồ được. Còn lúc cưới rồi sao? Cái bữa đám cưới con không ăn chung luôn.
Đám cưới. Ý, đám cưới là đang nửa chừng, đang tổ chức nửa chừng, anh đi diễn, anh diễn đi cáp, đang làm lễ vừa lại xong đó thì lại ra, xong rồi đó là khách mà vô bắt đầu lấy phong bì này nọ đó. Và MC kia bây giờ tân nương và tân duy nhân hãy cùng tay trong tay từ cổng bước lên sân khấu để chào quan viên hai họ, lúc đó một mình Quỳnh lên đó là đi diễn. Trời ơi, đúng hả? Sao vậy Lâm? Sao tới mức mà không bỏ được cái buổi diễn đó? Cũng khó, cái thật sự bây giờ em nhìn lại thì thật sự em rất là hối hận về cái bữa đó. Em diễn đi cáp là lịch đã có trước một tháng rồi. Mà lúc đó em diễn là toàn là cô chú lớn không, cho nên em không có dám ao được. Quỳnh là Quỳnh có em bé trước, cho nên khi mà coi thầy chỉ có đúng cái ngày đó thôi. Nhưng mà bây giờ khi mà mình nhìn lại á, mình cảm thấy mình thương vợ mình, tại vì mình chưa có cho vợ mình một cái đám cưới trọn vẹn á. Với tư cách là một người ba thì bữa đó anh buồn không anh? Thì nói chung buồn, nhưng mà công việc làm của nó mình phải chịu thôi. Em biết rồi. Sao em? Nhiều khi từ cái bữa đó đó, ba đám giận. Cưới mà còn bỏ đi vậy ba, không có lòng tin. Bà tự kỷ từ bữa đó luôn tới nay luôn. Trời ơi, tự kỷ. Anh ơi, nãy giờ em thấy là anh gieo, em thấy vậy là không được. Anh Phúc anh, nè, cha con em vui vẻ lắm. Nè, vui vẻ quá trời. Không có vui đâu. Thấy không? Không vui. Đâu, thấy chỗ không vui chỗ nào đó nè. Không vui xíu nào chứ. 6-7 năm nay, thôi về làm rể gia đình mình. Chưa bao giờ có bữa cơm gia đình với mình. Em hối hận là đúng đó. Và anh nghĩ rằng một lúc nào đó đó, em nên có một ngày kỷ niệm ngày cưới đó, hấp hôn đó. Yeah. Em cùng Quỳnh nắm tay đi. Và ngày nào đó anh nghĩ rằng em phải có một bữa cơm gia đình để mời ba ngồi ăn với em. Yeah. Một bữa cơm gia đình nó không cần phải sang trọng lắm, không cần phải order ở đâu về hết, mà chính tay em nấu. Đó là cái tình cảm của các thành viên gia đình kết nối với nhau. Yeah. Điều này nó quan trọng lắm em. Yeah. Có thể chúng ta kiếm rất là nhiều tiền, nhưng mà chưa chắc chúng ta có những tình cảm như thế. Anh không phải là chia rẽ gia đình anh đâu. Không, em cũng hiểu anh. Ví dụ anh bây giờ khi mà anh đặt trường hợp là ba em á, thì anh suy nghĩ vậy là đúng. Và nếu mà em đặt trường hợp ba em thì em cũng nghĩ là cũng rất là buồn, bởi vì con gái mà chỉ có một ngày thôi. Còn đối với cái trường hợp của em á, thì em cũng đã chia sẻ rồi. Mà em nghĩ với cái thái độ làm việc của em lúc đó, nó gây dựng từ từ mới có một ly dương của Lâm như bây giờ. Nếu mà bữa đó em bỏ, em không diễn nữa, sân khấu không biết làm sao luôn. Nhiều cái khác về cái nghề của thật em. Thật ra thì anh đồng nghiệp cũng sẽ hiểu thôi. Cái ngày đó ngày khi anh Lâm mới, anh không dám sinh, không một, dám sinh bạn nhỏ. Ba em ít có nói, chứ nếu gặp một người ba vợ khác đó thì họ sẽ nói luôn. Dạ. Thật ra điều này thiếu sót lắm hả Lâm? Dạ. Thôi cái này mình sẽ có rút một cái kinh nghiệm để vui nhà vui cửa, xin một bữa cơm. Thôi giờ vậy đi. À. Em sẽ vào bếp bữa hôm nay đi. Dạ. Để có thể cha con ngồi ăn với nhau. Dạ. Đồng ý không? Đồng ý chứ anh. Dạ lâu lắm rồi đâu có bữa cơm với cha đâu. Ít ba nấu rồi còn nấu. Ba nấu rồi còn nấu. Con nấu. Anh muốn em nấu chứ ba em nấu bình thường rồi. Dạ vậy bây giờ là nấu, nhưng mà ba chỉ con nha. Ở nhà là bây giờ cái menu của ba là ba có những món nào? Thôi bây giờ mình trước mình nấu nuôi đi. Nấu nuôi à? Dạ nuôi. Tại sao ba lại nấu nuôi? Tự thường thường ở nhà cũng bị hay nấu nuôi. À, chú hay nấu nuôi hả chú hả? Để coi này nó nấu đúng khẩu vị mình không nha. Rồi nương cho ba chút đi em. Yeah. Nương khẩu vị cho ba đó chứ phải nương nấu. Tức là ba ăn sao mình nương chút xíu với ba đi. Dạ. Yeah. Rồi bây giờ nấu đi ha. Vô thôi. Mời lên giường Võ Lâm. Dạ. Mời mời anh qua đây. Đây. Anh ngồi đây đi. Nem ngư cả cơm tươi, nấu đậm đà, chấm thơm ngon. Dạ bây giờ sẽ là nuôi ha. Dạ ba chỉ đi ba, đầu tiên sẽ là gì ba? Dạ bật bếp bếp nước em để làm cho ba la đi ba la. Đây là lần mà 7 năm trong đời mà ba được ngồi mà ba gọi là chỉ tay năm ngón đúng không ba? Rồi bắt đầu lấy giá quậy nuôi lên. Để nước sôi mình bỏ bỏ miếng dầu ăn đi, bỏ miếng dầu với miếng muối vô nuôi đi. Dầu ăn chi ba? Cho nó mềm nuôi á. Lấy giá quậy nồi nuôi lên. Lấy giá quậy nồi nuôi lên. Cái giá đây cái. Mà đến bây giờ dù ba gả con cho gái của ba cho con rồi, bây giờ ba có hối hận không ba? Dạ hối hận cũng muộn rồi. Chó rồi đây. Cứu tôi. Quá trời. Chứ ba thấy cái vàng mà bầu trước của Quỳnh á, ba phải so sánh. Bây giờ hả, ai mà bằng con. Cho nên dù nhiều khi mà ba thấy con bày hề vậy thôi, nhưng mà con thương cái ba. Chứ mấy bạn trước rồi nhiều khi về đồ này nọ thấy lắm. Trời ơi sao vậy, em không có tạo niềm vui cho ba em vậy lắm. Trời ơi em là từ ba không nói. Niềm vui của ba là gì ba? Ba nói đi con sẽ tạo niềm vui cho ba.
Ê, con nói giùm cho, niềm vui của chú là được nói chuyện với anh Lâm đúng không chú? Đúng rồi. Có thấy chưa? Không nổi. Chiều về con nói đúng 1 tiếng đồng hồ nha. Ba nghĩ con live stream, con live lần 3 tiếng con không mệt nha. Trời ơi, cứu tôi trời ơi. Không, nhưng mà ví dụ nhiều khi á, những cái hành động nhỏ nhặt của ba tự nhiên làm em xúc động lắm. Ví dụ như đồ diễn, ví dụ như những cái đồ lót đi, ba giặt giùm anh luôn á. Nhiều khi anh cảm thấy những cái điều nhỏ nhặt đó, anh cảm thấy anh rất là xúc động luôn. Tại vì khi mà mình về làm rể á, mà mẹ vợ thương, rồi ba vợ cũng lo luôn, mà vợ hiền luôn đó. Nói chung á, ai nói ở rể là khó khăn, ai nói ở rể là cực khổ, nhưng mà đối với em ở rể á, em cảm giác em hạnh phúc lắm, bởi vì có những người xung quanh em. Ba em đã làm em những điều nhỏ nhặt nhất, vậy thì em đã làm được gì cho ba vợ? Em thương Quỳnh, lo cho Quỳnh cuộc sống tốt nhất. Và hiện tại tất cả mọi thứ ba vợ, mẹ vợ là anh lo hết. Anh nói là hả, cần cái gì là con có thể không có nói, nhưng mà em nói vợ em. Ví dụ như đi Tết là nhiều khi anh không có thời gian sắp xếp để đi, nhưng mà anh cũng nói với mẹ là với ba là chở gia đình đi. Thấy thương lắm, bà mẹ anh á, nhà bà cứ lụm ba cái đồ dây chai nhà anh bán xốp á, nhiều khi có mấy cái giấy này nọ đó, cái bà gom, xong bà gom năm cái bà mua chiếc lắc, em thấy đau lòng không? Tặng anh hả? Không có, bà mua mà tự đeo thôi. Cái nói Quỳnh ơi, trời ơi, em thích thì em cứ mua cho mẹ đi, sao mà để mẹ gom đồ dây chai, mà để mẹ dành dụm mua chiếc lắc. Mà lắc không phải lắc đặt nữa, mà lắc bọng á em. Cái lắc mà nó rất là bự nhưng mà trong nó bọng. Nhưng mà sao anh biết vậy, mẹ khoe không? Mẹ khoe mà khoe đứt ruột không em? Vậy thì bữa nay em mua chiếc lắc đặt đi tặng cho mẹ. Mua cái gì tặng cho ba đi? Mua gì tặng cho ba? Không, em thấy là hồi sáng này đeo hai chiếc nhẫn sáng hồn, một cái đồng hồ không biết ở đâu mà ra. Bình thường thì anh không có đeo em. Ờ, tự nhiên sáng đeo hai chiếc nhẫn sáng hồn. Đây nè. Anh nói ba ơi, đây ba đây nè. Trời ơi. Nói ba đeo chi mà hai chiếc dữ vậy ba? Cái ba mới tháo ra một chiếc ba giấu. Quá trời. Cái này phải con rể tặng không, là tự mình dành dụm mua? Này là con ruột. Con ruột nó tặng. Con ruột tặng. Là mà phải con rể phải dễ chịu, con ruột mới tặng được. Đúng không em? Chứ con rể mà khó khăn nó, trời ơi, vợ chồng tiền bạc mà hả, sắm riêng cho ba nó đấy là người ta như vậy thôi. Còn đối với em là em mở đường như Quỳnh nói là ba cần cái gì thì em cứ thoải mái. Cái đó là con gái rồi, hôm nào đó mình không cần phải chiếc nhẫn to hay không còn cái đồng hồ mắc tiền đâu. Dạ. Hôm nào riêng Lâm á, Lâm tặng cái gì đó nhỏ nhỏ thôi. Em có mua 30 thùng bia tại nhà. Ba nói giùm con 1 tiếng đi ba. Anh uống bệnh á. Uống vui vẻ. Tại vì ba thích cái sợ 30 chai nước mắm thôi còn ăn muốn với gia đình. Được không anh, cái đó là mẹ muốn phải mời mẹ vô. Em có chở 30 thùng bia về cho ba em thích. Sao nãy giờ anh cứ đưa em vô con đường bất hiếu hoài vậy anh lên. Ba uống cho bệnh luôn hay sao mà 30 thùng bia dữ lắm. Theo anh đó là em phải tạo niềm vui cho ba chút xíu. Dạ. Bởi vì em là người dư sức làm điều đó. Anh tư vấn cho em mình lên. Lâu lâu em vào bếp nấu cho anh cho gia đình một bữa. Dạ. Lâu lâu em có thể ăn đồ ăn của ba một bữa. Dạ. Có thể nó không ngon. Dạ. Nhưng ta đồng cảm với nhau. Dạ. Lâu lâu em có thể chở ba đi chơi đâu đó một bữa, hay là em vừa nấu ăn vừa hát bài ra dễ cho ba xem. Dạ, nếu ba yêu cầu em có thể làm được chuyện đó chứ. Có không anh? Nếu mà nó khỏe thì nó hát. Đó, khỏe rồi hát. Ba có nghe con hát Sống lần nào chưa? Chưa ba... Chưa. Dạ. Ba vỗ tay cho con cái. Em làm MC giùm anh đi. Dạ. Thưa quý vị, và bây giờ xin mời quý vị khán giả hãy cùng thưởng thức một giọng ca long trời lỡ đất. Nghĩ hay gì hát gì long trời lỡ đất vậy? Ca sĩ Lê Dương Bảo Lâm Dê. Với ca khúc. Sao hay ra vậy? Hả? Sao hay ra vậy? Sao hay ra vẻ quá. Ra vẻ tặc tặc tặc. Ra vẻ tặc tặc tặc. Này nhạc các ba tưởng tượng nhạc giùm con nha. Ra vẻ đôi khi mình tưởng mình trẻ, lâu lâu tự nhiên lạc quẻ, đi chơi mà cứ hay xài tiệt chiêu giọng mẹ. Sao hay ra vẻ, đi đâu là phải vui vẻ, không đi thì ở nhà khỏe, chứ đừng get go rồi đi cái mặt thì như cái show. Hey, anh như Lâm Đồng này, con nhà ai mà sao đẹp trai, đi tới đâu là bao người mê, cặp môi dễ thương thế xê. Anh cũng có cơ bắp khiến hàng trăm cô bị đánh cắp trái tim, bởi vì mê, bởi vì anh duyên ghê. Sao hay ra dẻ quá. Hey. Sao hay ra dẻ quá. Sao hay ra dẻ quá. Ê, tự nhiên đang đứng đây mà cứ sao hay ra dẻ mà cứ chỉ ba nó bị kỳ. Hổn đúng không em? Sao em gài anh vậy em? Linh, anh Linh, sao anh gài em vậy anh Linh?
vui thôi, mà bây giờ là anh thấy được. Bây giờ được không anh? Vấn đề là ba là cảm xúc sao khi lần đầu tiên ba chứng kiến con rể mình nó hát? Thì nói chung ra thì bây giờ nó đã ăn năn hối cải rồi. Hối cải ơi. Ăn năn hối cải em ơi. Chương trình cũng khóa tu mùa hè quá. Không, thế này là Lâm. Dạ. Lâm không phải gài nữa mà anh muốn cha con ở nhà như vậy đó. Ờ vậy hả anh? Đúng rồi. Về nhà lâu lâu em ra vẽ vậy chút đi. Giỡn với ba vậy đi. Em mà ra vẽ là vợ em xụ liền. Là nhà rảnh quá là hai vợ chồng đối luôn đó. Không, lâu lâu lần thôi chơi với cha. Dạ, về Tết thì con ra vẽ với ba, gọi là ba mùng nha ba. Để tạo tiếng cười cho ba, tạo sự kết nối giữa con rể với cha vợ thôi. Thấy thương lắm con của anh á, anh về á, cái anh ẩm mới lên phòng. Dạ. anh hung xíu, con ngủ với ba nha, ba thương quá, thương gái ba quá. Anh bị ghiền con mà. Dạ. anh hung mà cho nó khóc xong rồi cái anh phải dỗ nó, có nghĩa là anh thích cái cảm giác nó khóc á, cái anh ôm vô lòng anh dỗ nín đi con, cái cảm giác mà muốn nhai đầu á, trời đất ơi, có nghĩa là sướng á. Anh ôm nó cái nó buông ra ông đòi xuống ông ngoại em, chạy lượt ôm vô lòng ông ngoại. Mà anh rất là bất ngờ luôn á. Một người đàn ông mà khô khan, nhiều khi mà ba làm nguyên một ngày cái mồ hôi ba ra tùm lum tùm la, mà một đứa con nít á, nó chạy lại, nó ôm. Còn anh á, tắm rửa sạch sẽ thơm tho, mà con anh không chịu. Đúng, khuya cũng vậy luôn, cứ ông xuống là ôm ông. Là hai ông cháu ngồi ôm nhau. Nhiều khi nói, ủa những cái tình cảm gì mà nó đơn giản quá, nó lạ quá. Mình là ba của nó, mà mình cưng nó, mình yêu thương nó, mình tắm rửa sạch sẽ thơm tho, mà chạy lên mình ôm nó. Nó lại không chịu, mà lại chịu một người ông gọi là phong trần, một người ông ốm, dại nắng dầm xương, mà mồ hôi mồ kê không. Tự nhiên cảm thấy bị xúc động á. Rồi bây giờ sao hỏi ba? Dạ ba ốp, sao ba giờ nói mà ta nó sôi quá mà chưa ốp luôn. Muối không ba? Không, bỏ ít thôi. Ít thôi nha, có nước mắm nè, mình dặm lại cho nó đậm đà. Bỏ mấy bột niêm vô. Bột niêm. Dạ rồi. Chế một muỗng nước mắm. Một muỗng nước mắm. Quậy cho đều lên. Quậy cho đều. Ừ, để ban ướp xong thì em trình bày cái câu chuyện của em nha. Để thịt cho nó chín đi, xong rồi bỏ củ cải của cà rốt vô. Bỏ củ cải vô, ok ba, dạ con biết rồi. Để nắm lại, chúng ta bỏ sao? Để nắm lại. Bỏ dạ. Củ cải thôi. Bỏ củ cải, củ cải cà rốt vô. Em mở nắp giùm anh. Không ấy muốn mình thế này bé Quỳnh được không? Con thấy Quỳnh vô là nó sẽ ok với cái khung cảnh này hơn đó. Quỳnh lại nhà anh rồi. Vậy đó hả? Dạ, đó. Đó. Thật ra là có những điều tiền không mua được đâu. Dạ. Em có thể làm rất nhiều tiền, nhưng có lẽ em không dành nhiều thời gian cho con của mình. Dạ. Nên cái sự kết nối tình cha con nó không có. Còn ba em có thể làm không nhiều tiền bằng em, nhưng ba em rằng dành rất nhiều thời gian ở bên cạnh cháu. Nói gì nói cũng nên dành thời gian nhiều chút xíu cho con của mình. Yeah. Em biết chứ anh, tại vì em thấy nhiều khi mà ba bị cái tính bị nóng á, và ít nói, đúng một người đàn ông gọi là trầm tính ít nói luôn á. Quỳnh nói là cái thời trẻ ba cũng ngang dọc lắm, ba cũng này nọ lắm, nhưng mà nhiều khi cứ chiều về á, thấy tự nhiên cái ba đút cơm những con của mình á, thấy thương lắm. Ngồi sắp lớp ở cái đó, xong rồi ông mua cho từng cái ghế, xong rồi ông ra ông xào cái hột gà, xong rồi ông vô ông đút từng muỗng từng đứa, cái tự nhiên bị chạnh lòng á. Em nói một người đàn ông mà gọi là sóng gió bên ngoài, một người đàn ông mà có thể bất chấp mọi thứ, mà từ giờ những công việc nhỏ nhặt á, anh nói trời sao mình không làm được cái vấn đề đó. Em đâu làm được đâu. Em không làm được cái đó. Thật ra là Lê Du Mẫu Lâm anh đánh giá là một người rất là giỏi. Yeah. Về làm ăn, giỏi về giao tiếp, giỏi về cách để làm cho người khác cười, người khác hạnh phúc. Nhưng mà có lẽ qua cái câu chuyện từ nãy giờ anh thấy em thiếu sự gắn kết đó ở chính trong gia đình của mình. Dạ đúng rồi. Thì ba thấy con thiếu cái đó đúng không ba? Là thiếu về cái tình cái cảm. Cái gì cũng có hết nhưng mà thật còn thiếu cái đó. Đó. Dạ, thiếu về tình cảm. Quá trời ba. Đổ nắm vô, bỏ nắm vô. Nhưng mà anh nói bây giờ đúng không? Đúng, anh nói đúng. Tự nhiên em bị quản hồn á anh. Nhiều khi anh nói cái đơn giản đó nhưng mà nó chạm vào những cái mà mình đã thiếu sót ở một cái nơi mà gần gũi nhất của mình. Không, thật ra bởi vì anh cũng là người đàn ông của gia đình, anh cũng là người ba của cô con gái. Anh hiểu được tâm lý của ba và em. Yeah. Anh hiểu tâm lý người đàn ông của em. Anh hiểu được những gì chúng ta làm cho gia đình vui. Không chỉ có những tiếng cười đâu, mà có đôi khi là những cái sự chia sẻ. Nhờ chương trình mà có cái demo về bữa cơm gia đình. Năm demo này ổn, cái là ngày nào mình cũng có bữa cơm gia đình ra ba.
Rồi, bây giờ ta nêm nếm đi. Dạ, nêm nếm. Ba bây giờ nêm sao đi ba? Con thấy là nó... Nêm được rồi, bây giờ sắc hành với ngò bỏ vô đi. Được không? Đúng rồi đó. Nó thiếu hết rồi. Nó thiếu hết rồi. Cái mặt anh lạnh lùng, môi lạnh lùng ít nói đó. Nó lạc nếp. Lạc quá, mình thêm vô miếng nữa. Miếng gì ba? Miếng muối với miếng nước mắm đi. Ngon. Ít thôi. Ít thôi. Muốn cà phê được rồi. Nhiều ít tùy thuộc vào cái nồi đó. Biết sao, cái này nó công thức hiện đại hơn. Nước mắm nam ngư cá cơm tươi mình biết rồi đúng không? Nhưng mà nó cái nữa là ủ chịp. Ủ chịp có nghĩa là sao? Là đè vừa mới bắt cá dưới biển lên á. Là con cá nó còn dãy đành đạch đành đạch đạch đó. Là nó còn tứ vậy đó. Như anh ngư dân bắt về. Bắt lên, bắt vừa bắt lên liền một cái là nó ướt nó liền. Ướt nó liền. Còn tươi á. Dữ vậy. Người ta gọi là ủ chượp. Ủ chượp. Ưa bướp chượp. Ủ chượp. Đó. Nó là cái công thức mới này là khi mà anh nấu đồ ăn rồi là anh thấy đậm đà đó. Hay quá mà mùi nó thơm quá em. Thơm đúng không? Cái mùi nó gọi là mùi nước mắm quê nhà đó. Đặc biệt đó là ủ ở trên thuyền nhưng mà được đóng chai tại Phú Quốc nha. Ủa sao không đóng chai trên thuyền luôn? Trên thuyền không có chai, phải tới Phú Quốc mới có chai. À vậy hả? Rồi nêm coi dừa cho nè. Xong rồi. Qua đây, qua đây. Dạ con mời ba. Đây tô này là hả đặc biệt dành cho ba nha ba. Cảm ơn. Đó. Bây giờ có thể em muốn nêm thêm gì đó, em nêm vào chén của em. Dạ không, em muốn ăn khẩu vị của ba em. Em thấy nó vừa ăn lắm rồi. Để xem nào. Dạ con mời cả nhà. Cuối cùng thì nó cũng ổn. Dạ. Ngon anh ạ. À, cũng được ha. Dạ. Anh phải thêm một muối nước mắm vô dạ, nữa. Hôm nay anh ăn với con rể của anh. Sau 7 năm gắn bó, bữa đầu tiên ăn với nhau thì anh cảm nghĩ thế nào hả? Cảm nhận thì thấy hạnh phúc. Hạnh phúc. Đây là lần đầu tiên sau 7 năm em ăn cơm chung với cha vợ của em. Dạ. Đúng rồi. Anh thấy thế nào? Ở nhà em có cái bàn ăn mà lâu quá không có xài tới nó. Cho nên bây giờ hiện tại nó đang để sữa. Sao? Rồi nó để bánh trái của mấy đứa nhỏ đó. Dạ. Cho nên bây giờ con nghĩ là về mình nên dẹp những cái thứ đó qua một bên. Để mà mình kéo nó ra, để nó làm đúng cái nhiệm vụ của nó là sẽ có một cái bàn ăn. Ví dụ bây giờ công việc thật sự con cũng quá là bận để mà có thể lo vun vén cho cái hạnh phúc gia đình, cũng như là cho tất cả mọi người cuộc sống tốt hơn. Nhưng mà con nghĩ thì cuối tuần hoặc là cuối tháng sẽ có một cái bữa ăn gia đình, sẽ có đầy đủ cả các thành viên. Tại vì nhiều khi mà ngày xưa con mới vô nghề đó, cho nên con sợ lắm. Sợ người ta không có kêu xô, rồi sợ phật lòng người này, sợ phật lòng người kia. Cho nên lúc nào mình cũng cố gắng. Nhưng bây giờ con đã có công ăn việc làm ổn định con rồi. Con sợ rồi đúng không? Không, con không phải vẫn còn sợ. Nhưng mà mình được quyền lựa chọn, cho nên sẽ bớt đi những công việc để mà có những cái nhỏ nhặt hơn. Ví dụ như anh Linh nãy nói á, hồi nãy có những cái mà con ruột, đúng rồi, con của mình là cha, nhưng mà mình không có gần gũi bé nhiều. Cho nên nhiều khi á, nó cần những cái thân thuộc hơn, cần những cái mà hàng ngày, những giây phút nó gặp gỡ hơn. Cái cảm xúc ngày hôm nay á, nó bị bất ngờ á. Anh cứ tưởng ngày thường thường anh quay game á, là vô rồi vui vẻ chơi game, chạy rồi lấy nguyên liệu rồi như anh em đã quay. Cái không khí rất là nhộn nhịp, rất là vui. Nhưng mà ngày hôm nay đến đây, tự nhiên bị chậm một nhịp. Cuộc sống nó quá xô bồ, nó quá là nhiều thứ, cho nên nhiều khi mình không có chậm lại. Ngày hôm nay cảm ơn anh Linh, cảm ơn Lộc, cũng như cảm ơn chương trình đã tạo điều kiện cho Lâm đến đây để mà có thể sống chậm hơn, cũng như có thể nói chuyện với người cha vợ của Lâm. Đó giờ đây là cái lần đầu tiên mà hai cha con nói chuyện nhiều nhất và nói chuyện dài nhất. Và đó là câu chuyện mà mình nghĩ rằng là chúng ta cần bổ sung vào từng gia đình chúng ta. Đừng để thời gian nó chiếm của mình hết đi mà không còn thời gian dành cho con nữa. Thật sự hôm nay á, em cũng là người bất ngờ về anh Lâm rất là nhiều. Bởi vì làm việc với anh Lâm nhiều, tiếp xúc với anh Lâm nhiều, thì em chỉ thấy được cái bề nổi của anh thôi, là anh lúc nào cũng hoạt bát, vui tươi, mang đến nụ cười cho mọi người. Nhưng mà ngày hôm nay tự nhiên anh nói và em cũng nhận ra được rằng anh có cái khoảng trầm lại. Anh chậm, anh lắng xuống hơn và em thấy anh sâu sắc hơn. Và những cái điều anh nói về ba vợ, về con của anh, tự nhiên anh thấy xúc động. Từ ban đầu vô mọi người thấy cái nhịp của Lâm nó rất là nhanh. Và Lâm luôn tìm kiếm những cái vui,
những cái phấn khởi đi cho gửi đến cho quý vị khán giả. Bởi vì họ cần mình để mình giải trí, đúng. Nhưng mà đến khoảng cái nhịp giữa đó, khi mà anh Linh á tự nhiên cảm thấy mình không có thích hợp với những cái đó nữa trong cái không khí như thế này, cho nên tự nhiên cái mình xả những cái bộn bề, xả cái công việc của mình ra, mình sống đúng với mình, sống đúng với một người con mà hàng ngày gặp gỡ ba. Nhưng mà đôi khi á, nó có cái khoảng cách á, nhưng mà ngày hôm nay đến đây có một cái sợi dây vô hình gì đó mà anh Linh cũng như là Lộc đã tạo nên và gắn cái sợi dây đó cho em và ba em có dịp mở lòng hơn, có dịp trải lòng hơn đối với một người ba vợ của mình gặp hàng ngày nhưng mà không có nói chuyện. Mà cái điều đặc biệt đó là lần đầu tiên em thấy anh Lâm đứng nấu ăn mà nấu ăn cho ba vợ của mình. Tự nhiên anh lại cũng rất là xúc động với cái hình ảnh của anh. Và đây cũng là cái thông điệp vị ngon gắn kết gia đình mà nước mắm Năng Hương mang đến cho chương trình. Anh nghĩ rằng Lâm đừng có ngại là Lâm không biết nấu ăn, thầy Lâm nấu ăn không ngon, có thể Lâm nấu không ngon lắm, nhưng mà chứ thầy chỉ cần đem một chút yêu thương vào đó, một chút cảm tình vào đó, một chút nỗ lực vào đó, thì anh nghĩ rằng món ăn nó sẽ hoàn hảo trong mỗi gia đình của chúng ta. Lâm vẫn cứ làm việc của mình, đem niềm vui cho mọi người, điều đó rất là tốt. Yeah. Nhưng đôi khi chúng ta cần phải đem niềm vui cho cả gia đình của mình nữa. Em cũng hay bị đó anh, có nghĩa là hàng ngày là đem niềm vui đến cho mọi người, đến khi mà cuối ngày á, nó còn là cái sự mệt mỏi và cái sự cọc của mình. Bây giờ anh mới nói cái đó, em mới nghiệm ra đó. Có nghĩa là nguyên một ngày dùng hết cái năng lượng của mình để tạo niềm vui, bắt đầu từ cái khúc mà trên phim trường, từ cái xe đi về đó, bắt đầu cái năng lượng mệt mỏi, cái năng lượng cọc quạo lúc nào nó cũng nuôi trong con người anh hết trơn á. Ngay cái về nhà cũng vậy, cái biểu cảm của mình á, nó gửi đến cho những người thân yêu của mình. Công việc là công việc, gia đình là gia đình, chúng ta phải cân bằng điều đó, không chỉ đem niềm vui cho khán giả mà chúng ta cần đem niềm vui cho gia đình. Yeah. Không chỉ chúng ta đem những năng lượng tích cực cho cuộc sống này mà chúng ta đem năng lượng tích cực cho cả gia đình chúng ta nữa. Yeah. Có như thế nó mới hoàn thiện hơn trong cuộc sống của mỗi con người. Ha. Yeah. Rồi, cảm ơn Lâm điều đó, và một món quà tặng cho Lê Dương Bảo Lâm cùng với gia đình cái đó. Dạ đây, con tin là ngày hôm nay người hạnh phúc nhất có lẽ là chú, đúng không ạ? Tại vì chú nhận được rất là nhiều điều từ anh Lâm, và con cũng xin được thay mặt chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu gửi tặng cho chú một phần quà, đó là một cặp nước mắm Nam Ngư cá cơm tươi vị ngon gắn kết gia đình. Và cảm ơn chú cũng như là anh Lâm đã mang đến câu chuyện đầy ý nghĩa và rất là nhiều điều thú vị đến Mẹ Chồng Nàng Dâu ạ. Ngày hôm nay cũng cảm ơn mẹ rất là nhiều, mẹ vợ của em, vì mẹ đã từ chối show này. Thật sự ban đầu là mời mẹ em, tại vì em nhàm nói chuyện với mẹ nhiều hơn, nhưng mà thật sự mẹ rất là áp lực, rồi mẹ mới bán cáo cho ba. Và lúc đó cũng lo lắm, em cũng điện cho biên tập nói là thôi cho anh eo đi, sợ ha ba lên nói chuyện không được rồi làm ảnh hưởng đến chương trình nữa. Nhưng mà ba cũng vì con cũng nhận lời. Thì đó giờ là không có dám nói chuyện, nhận lời. Mà ngày hôm nay tham gia chương trình thì anh mới thấy được một cái mặt mà từ đó giờ cha con anh chưa có kịp mà thổ lộ với nhau. Ngày trò chuyện rất là ý nghĩa. Con nói vậy mình cũng vui mừng. Bây giờ không biết nói gì hơn. Dạ. Mọi người ăn đi nào. Dạ rồi, thôi mời cả nhà. Thôi, để nó nguội ha. Dạ. Thôi, cảm ơn quý vị và các bạn theo dõi câu chuyện ngày hôm nay, chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu. Cảm ơn cha vợ của Lê Dương Bảo Lâm. Dạ. Cảm ơn Lê Dương Bảo Lâm đã cho chúng ta một cái bức tranh về gia đình. Và hy vọng rằng mỗi người gia đình thấy mình trong đó, có điều chỉnh cuộc sống của chúng ta cho nó hoàn thiện hơn, điều chỉnh bữa cơm gia đình, điều chỉnh thời gian để làm sao tạo nên giá trị hạnh phúc của gia đình, tạo nên một giá trị của bữa cơm gia đình, tạo nên vị ngon gắn kết gia đình với nhau. Như vậy là tuyệt vời lắm, đúng không quý vị? Dạ. Yeah. Wow. Wow. Rồi lại ngồi nha. Quay. Wow. Wow. Chào mừng hai mẹ con đến với chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu ạ. Chào cô. Rồi. Chào chị. Xin mời mẹ chồng với nàng dâu ngồi chơi. Dạ, chào anh Lộc, chào anh Linh. Đang ung dung trên trời đạp mây xanh xuống đây chơi hả? Wow. Nghe mày nhìn thấy Quyền Linh trên TV. Dạ. Lê Lộc trên chương trình, nhưng mà hôm nay rất vinh dự là coi như gặp người thật việc thật. Dạ. Rất là đẹp trai, rất là dễ xinh trời gái. Dạ. Trời ơi, nhiều quá luôn. Cần Thơ là mình ở tại thành phố Cần Thơ luôn hả? Tại thành phố Cần Thơ luôn. À dạ. Rồi công việc mình làm gì chị? À, chị thì chị làm chuyên về bất động sản. À dạ. Còn dâu đang làm cái gì? Dạ con đang sản xuất mỹ phẩm. À dạ. Wow.
mỹ phẩm gì Lê Lộc xài. Dạ. Bất động sản cho tôi. Không biết là mình làm dâu của mẹ được. Rồi, vô luôn. Mình làm dâu của mẹ được bao lâu rồi? Dạ, làm dâu của mẹ cũng gần 6 năm. À. Con 25 tuổi đúng không? Dạ. 6 năm là con lấy chồng năm 9 tuổi hả? 9 tuổi. 6 năm rồi. Vậy là con đoán một trai một gái đúng không ạ? Dạ không, dạ em hai gái một trai. Trời giỏi. Giỏi hơn chú luôn con. Dạ. Hai gái một trai hơn chú một trai đó. Quá đi. Thấy là trên TV á, Quyền Linh có một cặp công chúa rất là xinh đẹp. Đẹp xuất sắc. Dễ thương đẹp luôn. Dạ. Chúc mừng Linh đẹp gái. Dạ, Lộc nó cũng hai một trai một gái. Sắp đẻ con. Rồi mình hiện nay là mình làm dâu mẹ 6 năm rồi ha. Vậy thì nhớ là trước đó 6 năm rồi, lúc mình gặp con dâu tương lai này, mình ấn tượng điều gì? Ấn tượng điều gì hả? Mẹ nói đại luôn nha. Mẹ nói đại đi. Nói đi mẹ. Sao mẹ nói vậy nha. Dạ. Lần đầu tiên là khi mà chị đi công việc về tầm khoảng 8 giờ tối rồi, chị mới alo thằng trai ra. Tại lúc đó quê chị ở trên Thái Lan, nhưng mà nhà chị có mua nhà ở Cần Thơ cho con, chị nói dưới này học. Thì chị mỗi một tháng thì chị phải đưa tiền cho con học một lần. Nhưng mà thường thường thì coi như là chị gửi trên Thái Lan hồi xưa không có cái vụ chuyển khoản, thì coi như gửi xe hàng ngày đi xuống. Nhưng mà tại bữa đó chị đi công việc về cũng là tới cái tháng để mà phát lương cho con đi học đại học. Thì mới alo cho con ra, thì chị ngồi ngoài quán cà phê ở ngoài đường Nguyễn Linh. Dạ. Còn nhà của chị thì ở bên kia, cho nên tối chị không có vô, chị mới kêu ra. Thì con trai chị mới chở bé này ra chở bé này. Đầu tiên trong đời nha, gặp chị là coi như là y gan như có con nhái vậy, khoảng 37kg mà. Mà mặc cái quần jean nó thì tới đây. Mà có quần mà vậy loại có loại hot girl, hot kim gì nó xét xét của tôi vậy nè. Mặc áo thì nó đưa tới luôn quần. Mà ốm nhách, ốm nhôm. Còn Sơn nói dạ thưa mẹ con mới ra còn chỉ gì. Trời trời, phải con trai mình mà không hỏi đưa bác, chào bác kêu dòm lâm lâm gì không hỏi chứ. Thôi chị cũng quan tâm. Dạ. Thì xong rồi kêu con vô uống cà phê mà chỉ không vô quán luôn. Chỉ đứng ở chỉ ngồi trên xe vậy đó. Dạ. Rồi vô đưa tiền con xong nói chuyện xong rồi về. Nhưng mà về là coi như là sáng không yên tâm điện. Dạ. Alo con hả? Dạ con là mẹ. Con bé hôm là con bé nào vậy? Con bé con chở là con bé nào vậy? Nói bé đó coi như nó ở dưới Hậu Giang, Long Mỹ. Nó lên đây nó học ở bên trung cấp mà dược. Dạ. Mướn nhà trọ gần nhà mình. Rồi cũng đi tới lui quen, hỏi người yêu con cái gì? Nó mới quen hơi hơi hả? Nói trời ơi con bé gì mà tình yêu của con mà gặp mẹ không hỏi gì chứ trời. Không được nha con, nếu như mà bây giờ là gặp mẹ ít nhiều là coi như là khoái con trai của người ta, thì gặp cha mẹ người ta cũng phải là chào dạ thứ bác hay gì con mừng rồi dòm đom đom vậy. Nói là, trời ơi thì quen chơi nhưng mà mẹ nó làm thiệt. Nhưng mà lúc đó mình run quá hay sao? Nói chung á là hôm bữa đó là anh chở em lại là đâu có biết là chở ra mẹ đâu, mặc cái bộ đồ ở nhà kiểu như mặc bộ đồ bình thường, kiểu như là mình nghĩ mình ở trong trọ mình mặc chạy ra đi mua gì ăn thôi, cũng không có nói là chạy ra gặp mẹ. Rồi xong á ra thấy gặp mẹ ngồi cháu ngoại mà cái mặt của mẹ hơi sợ á, ngầu quá vậy, ngầu mặt ngầu lắm, mẹ ngồi mặt ngầu lắm, em sợ lắm luôn. Rồi em không biết chuyện gì á, rồi em cũng đâu có biết là mẹ của anh Sơn đâu. Rồi em cũng sợ, em nói trời trời tự nhiên cái chở đi ra con sợ gì mày biết không, con sợ là ra mượn tiền góp của người ta hay gì á mà trời tưởng bao mà cho mượn tiền góp. Tại nó thấy chị mặt ngầu và nó tưởng là chị là bà chủ cho tiền góp. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi nó hết, nó không sợ luôn. Sợ, con sợ lắm, rồi con không dám vô. Đúng ra cũng chào bà chủ cho tiền góp. Sợ quá rồi không dám vô, với quýu quýu luôn, ngại cũng ngại nữa. Cũng ngại á. Rồi sao? Về con hối hận nhiều bữa đâu? Có, về có nghe lúc tới cưới về mẹ về mới nói. À giờ mới nói à. Thấy cũng ngại. Dạ vậy. Nói con ví dụ như con không quen nhưng mà con gặp khách đến nhà hay hoặc khách mình nhìn con là dạ con chào chú, không biết thứ thì chào chú, dạ. Con chào dì, chào cô, chào bác. Dạ. Tại gia đình của mình đó là mẹ dạy con là gặp ai cũng phải chào hỏi. Dạ. Cũng như tiếng chào cao hơn cổ chứ không lấy mắt con ngó gì đâu được. Bà chỉ cũng ít chào nghe. Cứ về cũng đôi khi có lần khách ghé cái chị quên cái gì á
chị cũng ít chào nhưng mà dạy viết thì quen. Dạy cũng như là cô dạy y như con gái vậy chứ không xem là con dâu. Ờ con phải chào vậy để nó nói bà bích hợp bà cứ dâu gì không có cái miệng đó, tiếng chào con không cổ phải còn phải vui vẻ. Ví dụ như sau này con có làm ăn kinh tế gì con vui vẻ, con hoạt bát, con hòa đồng con mới làm giàu được. Chứ còn gặp người ta đối tác một ngó không ai đâu mà làm ăn với con. Bao nhiêu gặp lần đầu chào đó rồi lần sau bao nhiêu lâu mới gặp nữa? Dạ con cũng không nhớ rõ nữa nhưng mà lần sau thì có chào. Lần sau có chào đúng không? Đúng. Rồi sau đó về làm dâu bao lâu mới về bắt đầu cưới? Dạ quen nhau cũng 8 tháng. Trời ơi lâu quá ha. Cũng là 8 tháng. Dạ 8 tháng là cưới luôn. Cưới luôn hả con? Hả? chưa quen rồi mới đầu thì anh chàng trai của cô á nó cũng quen chơi nhưng mà quen chơi rồi thành thiệt tình yêu mà thử là dính hà đó. Nó bắt đầu quen cái gì cái nói mẹ ơi con cứ tiền rồi cái cô mới hỏi chứ con bé nó tuổi gì, nó là tuổi con trâu tuổi sủ mà con cô thì tuổi tức, con nhỏ nhẹ thì con trâu, cô thì thình tức sủ mùi tứ hình xung con không chịu. Con nói trời ơi xem con không được rồi con ơi, con quen nhỏ này là coi như là tứ hình xung mẹ không chịu. Trong nhà là coi như là tứ hình xung thì nó 4, mà này hết mẹ 3 rồi sao được. Con tức mẹ thình rồi nhỏ này sủ rồi đi ra thình tức, đi vô sủ mùi thình tức rồi làm sao làm ăn. Con mẹ không chịu. Sao cái con bé này nó thương quá. Con nó nhắn cô ha, một cái tin nhắn mà dài từ đây con đọc tới Bình Dương cho hết rồi đó. Bác ơi con thương anh Sơn lắm. Con không thể nào thiếu anh Sơn được. Bác thương con, bác tìm cách như thế nào để mà cho hai cái tuổi cứng với nhau được. Con hứa là về con sẽ ngoan làm dâu chăm sóc bác tuổi già, bác dạy con cái gì con cũng nghe lời nấy hết trơn. Cái thấy cái tội nghiệp cái người nhà với thằng chồng nó về, nó nếu như là nó về hai đứa dắt về, thằng kia thì coi như là đập đầu vô tường. Sao cô? Không cứ đập đâu, nổi giận. Mẹ không cứ đập đầu con chết, con chết đập tường cho nó đập tiệt cái ngang, chẳng phải nó hụt quần, có đập xưng cục luôn á. Trời bất ơi bóp. Mẹ không cứ tiên con đập đầu con tự giận. Còn bà này thì là coi như vậy đẹp xuống. Mẹ ơi con bình thường lắm, hai đứa con không thể nào xa nhau được, dám nhau thì chết rồi này kia. Rồi bắt đầu mấy người nhà mới bàn bạc với nhau. Cái cô tìm cách là coi như là bước trái. Bước trái là sao? Bước trái là có nghĩa là mình đi xuống nhà gái mà làm xui không có xuống alo hẹn ngày xuống rồi nói hai bên gãi nhau rồi là bước trái. Là tới ngày là coi như là mình xuống mình làm nói thì nhà gái làm đám cưới. Còn nhà chị làm đám cưới thì nhà gái tự đi lên như khách vậy đó, không có đón, không có đưa, không gì trên vậy đó. Cũng như là mình ngược lại đó hả cô? Ngược lại có nghĩa là ngược lại cũng như đi theo vậy đó. Đúng có bầu vậy đó. Có bầu vậy đó. Nhưng mà thực sự là coi như hai đứa không có bầu, nhưng mà mình cái tuổi nó kỵ, mình phải bước trái, không có rước dâu, không lên đôi đèn, không bé cầu cao gì hết. À, thì mình bước trái toàn bộ hết trơn, nhưng mà rồi cuối cùng về là coi như là chồng cũng thuận, vợ cũng hòa, sanh con đẻ cái mới có đầu năm 6 năm đẻ mẹ 3 đứa rồi. Rồi làm ăn mới đầu cục mới lớn thì giỡn nổi rồi mới lớn. Mà nhà cũng mình phải bước trái. Đó, rồi sau khi đám cưới xong rồi là coi như chị mới trình với cô Nguyễn Thất Tổ ông bà. Là vì lý do hai đứa nó không được tuổi gì đó, con cũng trình với cô Nguyễn Thất Tổ ông bà là hôm nay con thành gia thất, con cưới dâu con tuổi đó về vậy đó. Con đã làm những cái lễ mà ông bà xưa tới giờ là coi như là hai đứa không được tuổi bước trái. Độ cho tụi nó là coi như sống với nhau trăm năm hạnh phúc, vợ thịnh chồng hòa, trai gái sanh con cái đầy đủ vậy đó. Thì tụi nó ở tới giờ luôn. Thì theo ông bà nếu mà ngày xưa mà đứa nào có bầu trước á là phải bước trái kiểu vậy đó. Không á, có bầu trước á là coi như là bước trái không rước dâu, nhưng mà về còn dắt đi cửa sau luôn. Đi cửa sau luôn. Nhưng mà hai đứa này là coi như không rước dâu lý do không được tuổi. Không rước dâu mà cũng không mời đàn gái lên luôn, cũng như khách mình mời đi là đám cưới là người ta tự ghé xe tự vô luôn, mình không tiếp luôn. Mai mốt cũng đám cưới còn bước trái bước phải con phải chứ phải đi. Không không, nhưng mà con lỡ con yêu con người không được tuổi con phải bước trái. À, bước trái hả cô? Con nếu như thuận á thì con bước phải, ví dụ như nó hợp đồ này kia thì coi như là con bước phải, mà con nó tấn hành xung con phải bước trái. Bước trái luôn đó. Nó chơi là như trước thời cửa sau. Dạ, đi. Ôi chú này, chú dài hoài à. Không có con nói gì nè.
Nếu như Thuận thì cũng đi có trước, mà Ngân cũng đi có sau. Tại vì cũng lỡ yêu rồi, làm sao quên được anh ơi. Vậy đó. Yêu rồi, nó yêu dữ lắm rồi. Bữa nào thì nó cũng đi hết trơn á. Học ra qua cửa nó cũng chui lỗ vô nữa. À, đã yêu rồi thì nói chung là cấm không được đâu. Hồi đó ai xuống cũng viết thơ dài dữ vậy. Con tự suy nghĩ ạ. Tại vì xưa con làm văn cũng được điểm cũng tốt lắm. Nhưng mà nó nghe nè, cái đám cưới mà mình không có được tổ chức như bình thường á thì mình cảm thấy như thế nào? Em hả? Cảm thấy cũng bình thường à. Tại vì em đâu có tuổi đâu, tại vì á mẹ đem vàng về cho em cũng nhiều á. Có nghĩa là cô bước trái, nhưng mà thật sự cô làm cái đám cưới là hoành tráng luôn mà nghe. Trời ơi, cho vàng nhà sống là quýnh nguyên ben. Cô vàng giọng quýnh nguyên ben là cho vàng giọng linh đình, tại không có được tuổi. Đây nè, đây nè. Vậy là biết là cho vàng dữ lắm rồi nè. Trời ơi. Người ta chiếu nè là cho dữ lắm. Từ trên xuống dưới hột không quá ta. Dưới đường dép cũng có hột nữa kìa, đây kìa. Ngồi mấy giờ người ta? Sao? Không có đồng hồ. Ủa không phải đồng hồ hả? Trời, hai cái hộp nó bự dữ vậy trời. Quá trời đất luôn trời. Mày bữa nào chứ gì mua bất động sản hay gì mua để khoảng chừng 10 năm lấy hai hộp. Trời ơi. Vậy đó, mua miếng đất Sài Gòn để 10 năm lụm hai hộp thôi. Ủa gì hả? Ở dưới Cần Thơ là mua mấy hộp? Mấy miếng mấy con hộp? Thì ở Cần Thơ là phải mua 2 miếng là coi như để 10 năm mới có hai hộp. Để 5 năm thì được hộp. 5 năm được hộp. Còn mua để 2 năm được nửa hộp. 2 năm thì để mình mua hộp nhỏ chút. Được á. 1 năm chắc được cái vỏ thôi chứ. Còn muốn mấy hộp. Đó. Mấy hộp thấy chưa? Đó, vậy là biết rồi, cứ cho giữ rồi đó. Ha. Tại không được tuổi gì thật sự. Tuổi nhưng mà cho thoải mái đúng không? Kể cái vụ này mới mắc cười nghe. Bắt đầu hai đứa nó yêu nhau rồi. Cái thôi thấy cũng tội nghiệp. Tạo điều kiện cho đi gia đình, đi du lịch quốc chơi. Về là coi như hỏi bà mẹ không cho khóc quá trời khóc. Rồi cái mới năn nỉ sang đi xuống dưới nước. Đi xuống cái bắt đầu nó chuyện đó. Con của cô á, con của chị. Trời ơi mẹ ơi, con đi xuống dưới nhận tiền rồi hỏi gì. Trời ơi cái nhà gì mà quá trời nghèo, vô mất cồm không. Tao nói trời đất ơi, nghèo. Rồi không được quyền có chồng hả? Đúng rồi. Nghèo không được quyền yêu hả? Nghèo không được quyền sống hả? À. Mà con đã thương con người ta rồi. Mà bây giờ mẹ đã nói rồi. Mà bây giờ mình cưới về nhà mình mà gì mình sợ nghèo. Đúng rồi. Dạ. Đó. Ví dụ như Đức Thắng Tài biết đâu nghèo chứ sau này là coi như người ta làm ăn giàu sao? Dạ. Tự. Trời gì vậy? Ơi, mẹ ơi chết rồi mẹ ơi hỏi gì vậy? Nhận tiền quá trời nghèo. Tao nghèo rồi không được yêu hả? Ừ. Nghèo không được đám cưới, nghèo không được sống hả? Gì kệ mày cứ cưới vợ thôi. Ừ. Chuyện giàu nghèo để tao lo. Đúng rồi. Ví dụ như bây giờ đặt cho sử như nhà gái. Người ta không có điều kiện, yeah. Mình có điều kiện thì mình lo. Mình lo à, rồi là coi như là chị cứng rồi, chị một, chị mất, chị cứ mãi ba luôn. Là sao cô? Cứng con gái. Rồi bắt ông xui, bà giờ xui với thằng con gì này ở, mua nhà cho ở luôn. Trời ơi. Rồi thương nhau như chị em ruột luôn, không có gì nghĩ xui ra gì chứ. Còn thằng cứng rồi. Chú này. Chú hỏi cho ai? Thì kệ nó, được trai cũng được. Hey. Tiếng còn biết lại lọc trễ. Dạ. Ừ, phải sớm một lụm rồi. Duyên cô ơi. Ừ. Dạ. Tuy mà duyên. Lúc trước làm mẹ chồng nàng dâu là chưa? Chưa. Cô gả nó hoài mà chưa được. Vậy đen. Xui quá. Phải sớm được rồi. Đi. Đúng rồi. Ừ. Thôi giờ nó cũng yên mày anh hết rồi. Vậy đen. Không nghĩ con hộp nó có nhiều hộp. Có gì á má? Một nhãn, một gì có đại nhiều cô dạ. Rồi đám cưới là mẹ chồng là cho khá con hả? Nhiều. Rồi giờ xuống cái nói chuyện cho cái ở sớm tao bật ngửa hết trơn. Có gì dữ vậy? Tao không ngờ cái này là cũng như là già nghèo, không có điều kiện mà tự nhiên người ta cứng rồi có linh đình đi đó. Nhưng mà nó đẹp. Ừ. Đẹp không, có quyền. Đẹp đâu. Đẹp trời ơi, bây giờ là gì là chị cho nó đập sữa rồi đó chứ hồi đó đâu được vậy. Ủa vậy đó hả? Đập dạ. Rồi đó hả? Trời ơi, đập tan nát đời qua mới được vậy đó. Để nào em con đập. Tôi có con được rồi, đập. Được hả? Đập mình đâu có lỡ đâu biết đập có đẹp được vậy đâu. Đập cái nó hư luôn chết chết rồi. Mà con đẹp rồi đập gì nữa? Dạ thì đó vừa đủ sai. Để đập mà xuất sắc lên. Ở gì đập. Quyền Linh là quá xuất sắc, đẹp trai này, chân mày đầy đủ, mũi cao, vuông mặt chữ điện, chữ V, rồi tay rồi giống Phật rồi. Ủa ok, đẹp trai, bánh bao gọn. Khỏi đập ha, khỏi đập. Ok, khỏi đập. Đây con nào đập, tâm mà có đập. Trời kia đập sữa cũng được ha. Rồi. Nhưng mà rồi về lấy nhau rồi cô, về có ở chung với cô không? Ở được một bữa. Hả?
cũng như là về quê đám cưới, làm linh đình, rồi bắt đầu sáng, rồi bắt đầu hai đứa lên đường đi về Cần Thơ ở luôn. Vậy mà rồi lâu lâu nó chạy về, nó về chơi một bữa. Nó đi với Thơ nó hứa sao? Hứa dài sọc tới Bình Dương luôn, con thương anh Sơn, con thế nào thiếu anh Sơn được. Bác cứ về đi rồi con nghe lời bác, con ngoan ngoãn, con chăm sóc, con lo cho bác đủ điều chứ. Rồi cứ về một bữa trước bữa sau lên đường tổng quân về Cần Thơ luôn. Rồi lâu lâu cũng về. Dạ. Về ở một bữa hai bữa vậy đó. Thí dụ như Tiền. Dạ. Con đi chợ bữa nay mẹ đi công chuyện, con ở nhà mua đồ ăn nghe, thì về cũng con cá đuôi hầm sốt gà. Chiên chiên rồi sốt gà. Dạ. Cái bắt đầu về bữa sau cái đi về dưới cái vài tháng lên cái đi kia Tiên đi chợ thì nó cũng mua con đuôi hầm với mấy cái cà chua nữa. Ừ, ủa sao con này không làm nữa? Nó con biết con món một mà. Không có biết làm món thứ hai. Từ đó sao nó thôi khỏi làm, để mẹ làm ăn luôn. Con có tên là 6 năm chưa cầm quét cái chổi, chưa có cầm cái chổi quét nhà, chưa có làm một bữa cơm cho bà già chồng ăn. Thì có bữa cá sốt gà mà nó làm lặt đắt luôn, ăn không được, ngán luôn. Rồi bắt đầu là tới giờ không nấu cơm, không nấu nước, chân có bầu hen. Bà già chồng nấu yến, lặt yến, rồi chân yến, ép yến cho ăn, nói chung tất tần tật. Nói tiếng 5 năm, 6 năm làm dâu bà già chồng mà 5, 6 năm bà già chồng làm dâu lại không hả? Hỏi hết trơn cái tỉnh đất Cần Thơ ai cũng biết luôn á. Vậy đó hả? Tại mẹ thương lắm, đi về mẹ còn cho đi học nữa, còn đi học dược nữa. Ừ. Rồi sau đó rồi học dược xong rồi mới không làm, không tiếp tục thích cái đó nữa. Rồi xong cái xin tiền mẹ đi học nail. Cái mẹ cũng cho tiền, mẹ cũng cho tiền học mà cuối cùng cũng không học thành. 8 triệu phải không? Không học, có không nhiều, chưa có cái học bộ dưới chân nghỉ rồi. Rồi đợt đó nhiều. Dạ vừa đúng tiền rồi. Thợ với vừa tiền dụng cũng 7 triệu á, 7 triệu, 8 triệu rồi. Dạ 7 8 triệu. Nghỉ. Rồi nó học rồi bắt đầu về nó làm được bộ ngón tay cho bà già chồng á. Đúng rồi. Chảy máu luôn rồi bắt đầu lên đường chia tay với nghề nghiệp luôn. Bộ duy nhất, bộ duy nhất luôn. Bộ duy nhất của cô mà nó nhắc tôi nói bây giờ con làm cho mẹ không được sao mà làm cho cách nhắc cho tao chảy máu rồi làm cho cách được. Rồi là giải nghệ luôn. Thì chủ yếu nó học một khóa đó chủ yếu là mày chồng thôi. Mà phái dữ lắm nghe, trời con làm được, làm được. Mà về thấy làm được, làm như là nghề nó chưa chọn nó. Dạ. Thấy chưa đâu. Mẹ ơi, giờ con ham bán tóc giả. Tóc giả mà chụp lên gì, dạ. Tóc quấn tóc rồi hen. Hỏi nhiêu con? 6 triệu. Rồi đưa cho bán thì cũng chạy, có chiếc xe cúp 50 chạy vòng giao bán online á. Bán cái làm sao là coi như 6 triệu mất vốn mẹ mất tiền tóc luôn. Giả là bán là mẹ cho con mượn tiền trước khi là cưới kìa, mới quen rồi, thôi là mẹ đã cho mượn tiền rồi. Rồi cưới sau mới có vụ làm neo. Có nghĩa là mới yêu nhau là bác thấy tụ nghiệp rồi, nó nhắn tin dài như Bình Dương rồi là thấy tụ nghiệp nhưng mà nó có nhu cầu muốn kinh doanh. Đưa cho chị 6 triệu bạc, chị kinh doanh tóc giả, bán ghiếp rồi chạy xe giao ghiếp rồi bắt đầu mất tiêu luôn. Tóc thì nó mất mà tiền thì cũng lên đường luôn. Cái lê quê cứ về không đâu có làm dâu gì. Cái bữa sau đi xuống đây có ở đâu 2-3 bữa, mẹ ơi con học muốn làm nail. Ở nhiêu con? 7 triệu. Ờ cho con 7 triệu đi học làm nail, về làm được cho bác, cho con cái là coi như là nghỉ luôn. Cái hỏi giờ có gì nữa không con? Dạ có nữa mẹ, cho con 20 triệu. Hỏi làm gì? Con live stream, bán quần áo. Rồi bây giờ con cũng đi lên tới Sài Gòn, con với anh Sơn nè, đi xe đi lên Sài Gòn cũng lấy quần áo về bán, nhưng mà kiểu như là bán ế, người ta không có mua. Rồi sao? Rồi xong cái bắt đầu chắc là cũng có duyên với mỹ phẩm hay sao á, anh kia cho mấy cái chai mà tinh dầu để bán á, xong cái thấy không người có, ta có hỏi. Nghĩa là con bán rồi phải không? Rồi bắt đầu 20 triệu của mẹ đứt vốn luôn. Đúng rồi, đứt vốn rồi. Đứt luôn, mất tiêu luôn. Lúc để đó tính coi 6 triệu tóc giả, 7 triệu làm nail là 13 triệu. 8 triệu làm nail với 7 triệu là 15 triệu hả cô? 20 triệu bán quần áo. 20 triệu bán 45 triệu. Rồi lên đường tổng quân luôn. Rồi bữa từ nào giờ là lấy vốn được chưa? Dạ cái sau đó rồi em mỹ phẩm á. Rồi cái bắt đầu học hỏi theo người ta, tại vì mất quá nhiều tiền rồi cũng sợ. Tại vì em là một người cũng rất là muốn kinh doanh, tại vì lúc còn nhỏ còn đi học á thì em đã kinh doanh rồi. Thì em bán quần áo, cũng bán quần áo online, nhưng mà người ta lấy nhiêu thì mình giao nhiêu, nó không có bị tồn hàng á, thì lúc nào cũng có lời hết trơn á. Lời mình còn sắm được điện thoại cho mình nữa mà, có khiếu kinh doanh từ nhỏ. Nhưng mà thật sự là khi mà mình lên Cần Thơ mình ở á, thì mình cũng phải chi tiêu đồ này kia. Rồi mẹ ở dưới cũng không có điều kiện, không dám xin tiền, xin ít lắm. Cho nên là cứ kiểu như là em nghĩ là xài bị ăn uống này kia, bị hụt vô tiền đó, thâm vốn á. Tại vì thấy mẹ cũng cực quá, khổ quá, không có dám xin tiền. Cho nên là chắc em nghĩ là tiền đó chắc là vô ăn xài á. Rồi
cũng bén duyên tới mỹ phẩm thì cũng thành công. Tới bây giờ em cũng xây được nhà máy sản xuất riêng. Trời giờ là hai vợ chồng là coi như có một cái nhà máy sản xuất mỹ phẩm lớn lắm, phủ sóng toàn quốc á. Body bưởi, body bưởi lên TikTok cô tiên miền Tây mình chỉ á. Giỏi quá. Rồi nhưng mà về thì hai mẹ con mình có hợp nhau cái điều gì không Tiên? Dạ, trong cái mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu nè. Để cho ông dâu nói đi. Dạ hợp. Có mẹ thì rất là lo lắng cho em. Nhưng mà có gì thì mẹ la rất là dữ nha. Mẹ la rất là dữ, có gì thì mẹ la rất là dữ. Nhưng mà mẹ rất là thương em luôn. Thì cũng như mẹ nói đó, em về em đâu có làm dâu đâu. Tại vì nhà mẹ thì ở dưới quê, rồi mua nhà cho mấy anh em ở trên đây nè. Rồi cưới em về thì ở nhà ở trên Cần Thơ cho em kinh doanh, em vừa đi học luôn. Rồi mẹ còn thuê giúp việc nhà nữa. Có con dâu nhưng mà mẹ vẫn thuê giúp việc nhà cho em luôn. Thì em đâu có làm gì đâu. Suốt ngày là em chỉ có việc kinh doanh với lại em đi học thôi. Là mẹ lo chu đáo hết trơn luôn. Rồi tiền này kia ăn uống gì mẹ cũng cho hết. đâu lo riêng gì đâu. Rồi lo cho nó hết trơn rồi lấy gì mít lòng mẹ chồng nàng dâu. Nó mít lòng chị nó cũng đói sao nó khôn muốn chết. Nó làm gì mít lòng. Đúng rồi. Mẹ lo hết trơn bây giờ với tiếng như bây giờ em lo cho con ghế hết trơn còn ghế nhắm mít lòng anh không? Chị la, chị la đi, chị la đi. Ừ. Chị la đi. La rồi cái chạy cứ la cho tiền được rồi. Lên. Dạ. Nghe lời chị không? Nghe. Nói không nghe lời là chị không cho tiền nghe. Dạ dạ. Dạ, dạ, dạ. Chị cứ la thoải mái đi có cho tiền em được. Vậy đó hả? Vậy đó. Dễ dụng dâu nó phản kháng, ngu thì nó phản kháng. Chú về nữa mà. Là mẹ, mẹ la là mẹ cho tiền là được, kệ càng la càng cho tiền. Lo hết. Nhưng mà mỗi lần la thì con sợ không? Sợ. Sợ con có xin lỗi mẹ gì không? Có. Thì cũng leo lẻo theo rồi xin lỗi mẹ rồi vừa điện thoại vừa nhắn tin rồi vừa qua kiểu như là nhận lỗi nữa cũng dữ lắm. Mà có khi nào mà mẹ la mà tức quá khóc không? Có mấy lần chồng em á, ổng phạm lỗi ổng nhưng mà em muốn nhận về mình rồi xong cái đầu mẹ la cái mình bị tức. Tại vì lúc trước hai vợ chồng còn kiểu như ăn xài lắm, xài làm tiền đồ này kia xong cái lấy vàng đồ này kia cầm á xong cái mẹ là ổng cầm cắt lời mẹ hẳn con chạy ngang cho con mượn tấm lắc đó đó hen cho con mượn tấm lắc đi đám bạn con dạ. Rồi á là đưa tấm lắc ha đi luôn bảy tấm lượng bắt đầu á là đi đám đi lên đường tòng quân nhập ngũ luôn cho bằng là không có ngày trở về. Rồi bắt đầu á là coi như về nín thinh đâu nói gì, rồi hai đứa nấu qua nó lại không biết làm sao đưa cho con nhỏ này nhận. Trời đất. Rồi bắt đầu la con nhỏ này hỏi tại sao con làm ăn kinh doanh gì, thì con nói mẹ con đã thất bại biết bao nhiêu lần rồi, thì mẹ ơi con muốn làm cái gì gì dù sao chăng nữa mẹ cũng có chắc xám bằng con, tại sao làm vậy. Bà không giải thích, bắt đầu bà giãy tê đập đầu một đầu muốn chứ đi muốn trở đi bệnh viện chứ. Thì có một lần đó là duy nhất đó. Rồi bắt đầu sao nguội rồi nó mới nói rồi tới sao mất tiền đưa chuột cho đem về. Trời ơi, lúc đầu chơi à hai vợ chồng chị chơi lắm, chưa chịu mặn đâu, còn nít mờ. Yêu nhau rồi về cũng còn nít lắm. Có cưng có tin là cái ngày rước dâu á là người ta đúng đi ra là nhập phòng tại nhà vợ chồng. Nó nhập ở đằng khách sạn á. Trời ơi. Tướng dâu rước cũng như là không có rước dâu, nhưng mà làm đám cưới là coi như là chị làm nhạc sống rồi nhà tiệc mướn nhà hàng đem về nấu luôn. Đãi ăn xong dứt điểm 11 giờ rồi quay lại con dâu mất tiêu, hỏi đâu con lại mướn khách sạn ngủ rồi không có nhập phòng ở nhà luôn. Rồi bà già chồng đi là dẹp dọn là coi như là cùng bắt dẹp tất tần tật luôn. Rồi cái sớm nói trời ơi chết Hợp ơi, mày gặp con này là mày chết rồi. Trời ơi, con dâu gì cứ gì không dẹp tiếp là già chồng rồi đóng tiêu ở lại khách sạn ngủ rồi đó vậy đó. Rồi lúc đó cô có phải gì ấy không cô? Cứ... suy nghĩ là không hả cô? Trời ơi, biết nói vậy rồi tức cái gì? Vậy nó còn nít muốn chết, về nó dạy nó. Dạ. Mỗi lần la nó nhắn tin dài với Bình Dương đọc. Nó nhắn dài rồi bắt đầu sao á, rồi nó nhắn tới Hà Nội đi đâu. Lúc nó dễ đợt rồi nó nhắn tới Hà Nội đi đâu. Dữ lắm, nó mép luôn, nó mép mà nó mép ngọt, nó mép nịnh, nó mép khôn á. Ví dụ nói chung là có lỗi, nó cũng biết xin lỗi. Thì lúc sinh con đầu lòng là ai chăm cho con? Dạ, đây. Mẹ con, mẹ chồng chăm với lại mẹ ruột của con chăm luôn. Thì lúc con vô phòng sinh đó là mẹ chồng con vô đỡ đẻ luôn á. Trời ơi. Vô. Thí dụ trong mọi dịch vụ có dịch vụ mình xanh phải không? Nó có cái gối. Dạ. Nó có gối được một người nhà vô và cái gối là coi như không được người nhà vô. Rồi có gối là xanh tự do xanh thường, đau tới đâu để tới đó. Vô. Vô với chị. Để người ta không dám đẻ. Trời ơi. Con đẻ mà không dám đẻ luôn, phải có mẹ chồng mới dám đẻ luôn á. Không dám đẻ mà vô. Vô với nó.
rồi lo tất tần tật con này kia cho nó đẻ chữa hết trơn, rồi vô cái phòng rồi đẻ, nó đẻ rồi, tại vì ngày xưa là coi như cô cũng làm bên hộ sinh làm mụ cho nên cô cũng có cái nghiệp vụ rồi, nên nó con không sai chân có mẹ là không sai. Trời ơi, hạnh phúc quá. Đẻ ra mẹ có thưởng nhiều không con? Dạ có chứ, nói chung là mẹ cho con nhiều thứ lắm, với lại lúc mà sinh á là mẹ lo tất cả tiền bạc này kia hết trơn luôn. Từ đó giờ mẹ lo hết, nhưng mà đẻ đứa đầu tiên mẹ có thưởng gì? Tại đứa không có. Đẻ đứa đầu tiên thì chưa thưởng. Nhưng mà tới đẻ đứa thứ hai, thứ ba thì thưởng nhiều. Mỗi đứa 1.5 tỷ. Trời đất. Đẻ, đẻ lắm. Đẻ liền đứa 1.5 tỷ đẻ. Cô này hết giai. Bây giờ rồi, vẫn không, con tự đẻ. Giờ vẫn còn treo giải đó. Bây giờ vẫn còn treo giải em nữa đó. Trời ơi. Treo giải nữa hả? Dạ, treo giải. Vậy thì giải sao lần 1.5 tỷ nữa. 1 tỷ rưỡi. Mẹ Lê Giang thưởng, mẹ Lê Giang thưởng. Trời ơi. Ngon à. Treo giải nhiêu vậy? Tiền đứa 1 tỷ 500 được 1 tỷ 500. Đứa nào cũng 1 tỷ 500 vậy nè. Trời ơi. Cho cháu nội mình nhé. Là mấy đứa rồi? Ba đứa. 4.5 tỷ vậy đó hả? Trời ơi. Ôi. Sao mẹ chồng thương con dâu dữ vậy trời? Ủa sao không thương? Bây giờ chị nói cho em nghe là bây giờ em có đứa cặp, một cặp con chú của em à. Em gả cho nhà trai em đứt ruột không? Đứt ruột? Đứt không? Tại vì con mình nuôi hen đôi khi nó ăn ít mà mình còn sao con bữa nay con ít cho con. Rồi thấy con buồn buồn gờ có nóng trắng không? Thì em có nuôi con gái em thì em biết rồi. Rồi, rồi chị có con trai chị cứ con em về. Em đau không? Em buồn không? Rồi em có nhờ được gái em được gì không? Không. Nuôi tới 20 mấy tuổi nhờ được gì đâu. Nhà trai nhờ chị hết. Cứ gì chị lụm hết rồi. Cái thứ nhất là con dâu của mình chăm sóc được con mình, cái mình đỡ chăm sóc được con mình cái nè. Thưởng đúng không? Đúng rồi. Cái thứ hai nữa là sanh con đẻ cháu nó dòng tông môn cho đúng mình nè. Rồi cái thứ ba nữa mình già thì dù sao đi chăng nữa con dâu nó cũng lo cho mình. Yeah. Rồi không thương nó là thương không ai. Không có tiền bạc nó bù đắp con không gái của ta hết trơn. Bây giờ đặt cái sử như Quyền Linh là nuôi một cặp công chúa nó cưng hay như vàng, như ngọc, như kim cương, mà tự nhiên không lẽ giờ con lớn lên rồi mình không cho con lấy chồng. Bắt ở với mình hoài sao? Gả cho đứt ruột. Đứt ruột. Vậy thì nhà trai hiểu được điều đó nên nhà trai bù đắp. Đúng rồi, có nghĩa là mình hiểu được điều đó mình mới nghĩ là coi như con dâu mình phải cưng hơn con gái mình. Cưng hơn con gái luôn. Cưng con dâu thứ hai cũng vậy. Con dâu này có đứa con nuôi nào gả cho nhỏ kia giùm. Cho nên là coi như nhân cái chương trình này á, là chị cũng muốn gửi cái thông điệp, có nghĩa là tất cả những cô gái thời hiện đại bây giờ cũng ao ước có một cái bà già chồng như như chị, như cô cũng ao ước đó. Thì bây giờ cái thông điệp hôm nay và nhân cái chương trình mẹ chồng dâu muốn gửi lời tất cả các chị em cỡ là coi như cái chuẩn bị là tuổi làm xuôi, không kể là coi như là làm xuôi cưới dâu hay hoặc là coi như là gả cho rể, mình cũng phải yêu thương thằng rể mình như con trai ruột của mình, mà yêu thương con dâu cũng y như con ruột của mình. Để làm chi? Cái thứ nhất quan trọng là cái hạnh phúc. Nếu như chị với cưng mà làm xuôi với nhau mà người lớn mít lòng là coi như là tuổi trẻ mít lòng. Mà nếu như bây giờ chị là cưới con dâu chị mà chị về chị khó khăn, con dâu chị là cưng con gái của cưng, cưng nóng ruột rồi quạo là qua tiếng lại xuôi gia mít lòng người hết tan gã. Rồi con cháu mình sao? Cho nên là coi như quan trọng đời thời buổi này là 4.0 rồi, chứ không còn là cái thời 1975 mới hòa bình. Cho nên là về bà mẹ chồng là phải thoáng, bà mẹ vợ cũng phải thoáng như dễ. Như vậy đấy chị, gia đình hạnh phúc, hạnh phúc là coi như mình làm nên tất cả. Cái đó chị nói thiệt. Chưa thấy dâu chưa? Còn có cháu là được 1.5 tỷ, còn dâu có cái hộp thì quá trời. Không có hộp này là cái hộp này, cái hộp này chị cho. Này mẹ tặng luôn. Thằng trai đẻ thằng trai sau là làm cho cái hộp này 42. Hộp bên kia. Cái hộp này là coi như là chồng. Này hai đứa kinh doanh mua. Cái hộp này là coi như đẻ, là coi như đẻ cái thằng cháu đứa tôn sau cùng. Dạ. Là coi như là cho với cái này là 42. Trời ơi. Còn cái hộp trên cổ cái này cô. Cái hộp trên cổ này tại là mày mượn mẹ mượn vậy bố không xin rồi xin rồi luôn cho cái sợi dây này là coi như của nó, cái bữa đó vậy nè chưa dám xin con mình là đi chích thuốc ngựa chích vaccine cún á, chích thuốc ngựa cái nó thấy cô đeo mẹ cái cọng dây con mà đeo cái mặt mẹ hen là nhức nhối mẹ, nó thấy vậy nè làm luôn đi, rồi bắt đầu làm tới giờ có trả gì đâu, không trả là coi như là sao, vậy là cho lấy luôn không rồi trả là sao phải xin không đúng rồi đó. Mà ta mượn thôi, tại vì mượn mới là trả. Mượn mà mẹ nói mẹ thích đeo thì đeo luôn đi. Còn thằng trai, thằng trai nữa nói con chở mẹ qua tiệm kim cương, mẹ sắm đồ qua bển cái mẹ cái này đẹp
trai làm cho mày luôn, hai chiếc luôn. Quá sướng rồi. Mà cần con tự chấn dưới luôn. Thì chút tiền đứa nào có vậy cho nó khỏi phân bì. À, vậy mà con dâu không nịnh bây giờ chồng cho được. Trời ơi, con dâu thứ hai cũng dễ thương lắm, con dâu thứ hai cũng vậy nữa, một mẹ hai mẹ vậy. Mà chị có một đứa em con gái của chị là nhất nhấu, hai chị dâu này cưng như vàng. Một chị hàng, hai chị ba thương nhau như ruột thịt, bởi vì cái gia đình của mình đã hạnh phúc rồi. Không bao giờ mà em chồng khó dễ với chị dâu. Đúng rồi. Vì có người mẹ chồng thương yêu con dâu quá trời quá đất luôn rồi. Em có tin bà chị với anh xui, chị mà đi ra đường mà cưng biết anh xui hết, chị thua em nhiều tiền chứ. Sao vậy cô? Người ta nói em chị không hả? À, thân vậy đó hả cô? Thì chị xui anh xui thân vậy đó. Có sắm cái hộp nào chưa? Trời ơi, chị làm có tiền hả? Chị xui cho, anh xui cho, chị bông chị xui đeo, chị cho, đây chị cũng cho, sắm quần sắm áo cho, giày dép cho. Rồi cưng thấy không hạnh phúc cho được. Bữa nào xuống dưới chơi, chú còn... Bữa nào cưng á, hai đứa cưng xuống Cần Thơ đi, rồi bắt đầu... Là mỗi người cái hộp. Alo, chị Bích Phạm cái là bao kê. Thương lắm, thương lắm. Không, thật ra là mẹ chồng rất là thoáng với con dâu. Thật ra khó thì khó, nhưng khó đúng chuyện, đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Khó đúng chuyện luôn. Con có cảm giác của bao giờ con làm buồn lòng mẹ chồng, hay là con có cái gì mà con thấy mình không có nói với mẹ chồng được không? Có, kiểu như là suy nghĩ lại, nhớ lại những cái chuyện lúc trước á. Cái mình không biết cái gì hết trơn á, rồi làm mẹ không có vui á. Lúc trước thôi chứ giờ là hết rồi đúng không? Nhau đó, lúc trước giờ dễ gì không dám làm mẹ vui là mất hột á. Trời đất ơi, mất hột gì, nếu như nó không có chị là nó chết á. Chị nói giờ cần nghe thằng chồng đi nữa đi em không về. Mẹ ơi, cái gì vậy con? Anh Sơn đi giấc này chưa về nó, nhà không ngủ, ghen. Chị nói với cưng không chừng là cưng chị nói chương trình này cưng cấp với khen ghen luôn, ghen số 1. Ghen, được lắm ghen. Hả cô, sao cô? Thì đang ngủ vậy là điện qua khóc. Dạ. Tại thằng kia đi chơi thì đi chơi với bạn bè. Rồi là cũng như quýnh pizza, bio rồi này kia vậy đó. Rồi bà này bà tưởng đâu đi ra có ghệ có gọc. Rồi là điện thì ông kia ông mê chơi, ông cúp máy. Rồi ở nhà thì dãy tê tê điện. Miễn chị qua 1 giờ điện thằng kia. Nó điện thằng kia đâu gì. Dạ. Rồi là coi như cô điện thì thằng con cô nó bắt máy, hỏi con gì không, tiên nó khóc ở đây nè, giờ 1 giờ con có cho mày ngủ không, không ngủ thì tao mở cửa cho tao ra ngồi trước cửa, tao ngồi tới sáng luôn cho tao lên máu tao chết rồi, thì nó mới gì á, cho nên là chịch cái nó kêu ghéo hà. Nó đâu có dám giận hờn gì, mẹ lo cho con hết trơn, cái gì cũng lo ngay cho tình cảm mà cũng mét mẹ luôn. Mà thí dụ như thằng chồng mà lên Facebook mà có gái gì comment cờ ơ gì vô hen là cũng không chịu nữa, không chịu cái bắt đầu là bị dọp bẻ rồi kia, cái thằng chồng biết ý chạy qua. Qua cái mẹ anh Sơn bữa nay mà comment với gái, cái bắt đầu chị la con chị ha, lớp bóp 2-3 tiếng cái tự nhiên khỏe lên hả đó. Em bị bệnh tâm lý luôn, dạng nó bệnh gì có đoạn nó âu đó, do là sinh á, sinh em bé liên tục á, rồi cái tinh thần nó bị xuống á, bị có đoạn lo âu quá, do mệt mỏi qua cái chị la cái dạng la cái nó vừa bụng á, bắt đầu tự nhiên nó khỏe chân, khỏe. Còn nếu như không mà sáng đêm cũng được. Con hỏi kinh nghiệm của mẹ cách giữ chồng sao? Không có mà dạy nha. Mẹ có dạy hoài. Dạy nè, dạy mới được gì nè. Mẹ có dạy hoài. Thế nói bây giờ mẹ nói với con phải làm chảnh lên. Ngờ phụ nữ mình muốn là giữ chồng mình phải bản lĩnh. Sao cô? Cái thứ nhất là con phải đẹp. Mà con nhìn lại con có đẹp chưa? Cái thứ hai con phải giỏi làm ra tiền. Con mới nói chuyện gì được thằng chồng được. Cái thứ ba con tỏ vẻ là không cần đàn bà mà cần đàn ông có nó chảnh. Đúng rồi đó. Rồi bây giờ cái thứ nhất nè, bây giờ con coi sắc đẹp nè, con từ trên tới dưới thiếu gì đắp vô đó, là từ trên tới xuống dưới thiếu cái gì đắp vô, đắp gọt sữa là mẹ đưa đồng suối, mẹ đồng ý cho đi sữa mới trời được sữa vậy đó. Nhưng hả? Mà là coi như là con phải tìm cái nguồn gốc bác sĩ nào mà có bộ y tế cấp phép, rồi cái bệnh viện đó là coi như là có giấy phép hoạt động, làm có uy tín chứ không có chui nhủi này kia gũi go trong vấn đề là phẫu thuật thẩm mỹ. Dạ. Mẹ chị nhìn sơ qua coi từ trên xuống dưới có thiếu gì không rồi nó. Tôi xanh lật có rồi. Đập sữa xì nó cỡ đồng tiền hết cái thương không. Dạ. Vậy mà trời cho đẹp chưa có cái hộp nào. Rồi bắt đầu đi đập đó, còn hết năm nay khó mà. Dạ. Đập mới được vậy đó, cho lên Sài Gòn đồ này kia đập không mới được vậy đó. Dạ. Vòng một vòng ơ gì làm láng hết trơn rồi đó. Mũi mỏ gì cắt hết trơn làm hết trơn. Trời đất ơi. Cái là cái đó là thứ nhất đẹp rồi phải không? Rồi con nhìn lại con đẹp chưa? Đẹp rồi tự tin lên. Cái thứ hai trong vấn đề kinh doanh, con muốn làm ăn gì mẹ hỗ trợ con.
Tại vì tụi con mới cưới nhau đâu có vốn, có gì mẹ hỗ trợ. Dạ. Rồi bên cạnh đó coi như là mẹ kinh nghiệm gì thì mới giải nấy. Dạ. Tụi ấy làm ăn nghe lời. Rồi cái thứ ba là coi như đừng ăn mặc lèn xèn. Tối ngày ở nhà thì muốn đầm riếp ban đêm thì mặc đồ sexy 100% xịt vô xôm tè tè tè. Trời ơi. Rồi phòng ốc thì coi như là giặt, kêu người làm giặt xả công ho đồ vô. Đúng rồi. Tối là coi như là mặc mi đi ghiếp rồi vô. Rồi nhìn á là coi như con quýnh đầy đủ dung sụng mới hấp dẫn rồi nó có con nào. Đúng rồi. Ừ. Hay đó, tâm lý hay rồi, đó. Từ đó tới giờ hả, thằng chồng nó mê nó gần chết. Mẹ, mẹ nhớ cái lần gì nè. Ê, thấy dáng con á chưa có được đẹp lắm á. Ừ. Mẹ thấy cái dáng thấy mông bị lép á. Ừ. Mẹ mua quần độ mông cho mặc để mặc vô cho có dáng nó sexy. Con nói trời đất ơi, không được con ơi. Con muốn phải thân hình chữ ớt là coi như vòng một phải u lên. Rồi cái mông á là coi như thường thường ta bom mình sợ là coi như là hồi đó là chưa có tiến bộ như bây giờ. Con học tiến bộ để mẹ mua cái quần độn mông cho con. Mua cái quần độn mông, bắt đầu là coi như đi mua quần độn mông đem qua cho sách tự bên nhà đi, đem qua chờ cho con dâu. Rồi bắt đầu kêu con mặc vô coi đó mặc không, bắt đầu con ảnh ra coi hình chưa hết rõ ràng chưa. Nhưng mà cái vòng một còn hơi nhỏ, vòng một của con mới bằng cái trái chanh nè. Bây giờ tao phải cho mẹ bằng cái bử đi Sài Gòn quýnh lên một cái gì đi không nổi. Quýnh về đi cắm đầu luôn.